Dạ em chào anh. Chào mừng đến hội quán Tiếu Lâm. À anh chắc hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi, hội quán Tiếu Lâm xin mời. Chào mừng quý khách đến đây. Yeah. À nghe nói anh là quỷ sứ bao à, không, đại sứ bảo vệ động vật hoang dã. Dạ đúng rồi. À hân hạnh cho gia đình tôi quá. À gia đình ơi, mình ra đây chào mừng người vị khách cho quý đây con. Bà ba, có khách cho bà ba. Ê trời ơi, xếp hàng vô, xếp hàng vô cho con. Ông chủ đây. À, ai vậy, ai vậy? Đây là quỷ sứ. À không, đại sứ bảo vệ động vật hoang dã. Gia đình tôi xin kính chào đại sứ. Dạ xin phép chào đại gia đình. Trời ơi, em ủng hộ anh Lâm. Em ngưỡng mộ anh Lâm anh ơi. Trời thân, anh biết anh cũng thương em lắm. Ừ, có hùng luôn á hả? Ông chủ, thần tượng con nè. Thần tượng hả? Đại sứ. Đại dạ, sứ. Em chào anh động vật. Vậy. Nè, người ta là con người. Con người chứ không phải là con thú mà kêu người ta động vật. Đúng rồi. Chứ sao? Kêu có tên, có tuổi đàng hoàng, người ta tên động văn vật. Đúng. À. Vậy cho em hỏi anh có lấy vợ hay là anh tính ở với động vật? À, nói chung thì cái chuyện vợ đối với anh là bỏ qua một bên đi. Anh là đam mê, anh thương động vật lắm. Em hiểu không? À, giống như là chủ, bữa tôi có bà bạn á, bà đó bà thương động vật lắm cơ. À. Bà yêu quý động vật lắm, bà mà thấy ai sát hại động vật á, bà hút bà tại sao họ có thể làm vậy được, họ tàn nhẫn quá, họ ác quá. Tôi yêu động vật, hãy bảo vệ động vật đi. Trong khi đó đồ quá xài toàn là da thú không à. Bà nào mà kỳ thôi mà nào, kỳ thôi quá lại dám mày... giết động vật đấy mày ăn. Cái gì vậy? Là đại sứ động vật đó hả? À cái vỏ này bằng cái gì đây? Simili hả? Simili. Cái này tôi thấy đâu phải là simili đâu, mà là da động vật mà. Da à. Con bò. Ba ơi ba, cái này là da bò đó ba. Không có động vật. Cái này đem là da bò, giết bò đó, lấy da đeo. Bà chị của tôi nãy á, nãy mới kể nghe bà gửi tặng thôi, giữ giùm chứ không phải là của tôi. Bây giờ tôi được biết á, anh là cái người bảo vệ động vật đúng không? Đại sứ bảo vệ động vật đúng không? Đúng rồi. Vậy thì anh có thể cho tôi hỏi một câu á, rằng là mày làm cái gì vậy? Dạ từ lúc bà chủ mặc cái bộ đồ này con phải đi theo bà chủ suốt. Chị? Dạ bắt ve. Ờ đó tôi tình rồi. Mày làm như con mặc áo lông chó vậy, có ve mày. Đây nè. Chứ áo gì dạ? Trời ơi áo. Trời. Áo tao là áo lông gấu Bắc Cực mà. Trời ơi. Bây giờ ví dụ như là có một cái con rắn. Con rắn nó cực kỳ độc. Mình đặt tên con rắn đó được không? Con rắn hổ mang đó. Mà ví dụ như bây giờ mà nó lè cái lưỡi nó ra đúng không? À. Lẹ lưỡi ra là chẳng may nó cắn trúng cái lưỡi của nó, rồi nó có chết không? Ôi, dạ, câu hỏi. Chờ đi, mai tôi gặp nó tôi hỏi. Trời ơi, hay quá vậy ta. Ủa gì kỳ vậy ta? Có trả lời được đâu mà hay. Ông vẫn hỏi tôi à. Đây, nhưng mà trước mắt ông chủ có yêu quý động vật như tôi không? À, tôi lúc nào yêu quý động vật. Ông yêu quý động vật lắm hả? Đúng rồi. Ừ. Vậy cái này ở đâu ra đây? À, chắc là cái nanh của ông. Cái này là quá khứ, quá khứ rồi. Người ta tặng cho tôi. Cái này quá khứ rồi, dạ, đúng rồi. Bây giờ anh là đại sứ bảo vệ động vật hoang dã. À. Nếu mà đã như vậy thì anh sẽ tiếp xúc rất nhiều với động vật. Đúng rồi ông chủ. À, anh có biết nói tiếng thú không? Biết chứ, biết chứ. Chắc chắn là biết rồi. Trời ơi, đại sứ động vật mà. Mình là đại sứ rồi mình phải đi sâu trong đó mình mới am hiểu được động vật nó cần gì, nó muốn gì thì mình mới bảo vệ được nó chứ. Thì là thí dụ bây giờ anh muốn nói chuyện với cái con chó thì anh nói sao? Đúng rồi nha. Mẹ chó con nè. Con mẹ chó rồi. Trời ơi, am hiểu quá vậy ta. Đang nói gì? Là anh đang nói cái gì với cái con chó đó? Mày có muốn đi chơi với tao không? À. Rồi nó trả lời sao? Nó trả lời sao? Là nó muốn gì? Cắn rồi hả? Muốn gì? Không muốn gì, kệ nó đi nha, là đóng nhiều chuyện quá. Gia đình nó hỏi chi vậy? Không, người ta anh... không biết, người ta mới hỏi cha ơi cha. À, xin lỗi. Bây giờ anh là động vật đúng không? Anh là
bảo vệ động vật. Đúng rồi, anh Nam hiểu mấy cái ngôn ngữ mà đúng rồi. Động vật nó bây giờ anh phải giả được nhiều thứ tiếng đó cho gia đình tôi biết, ví dụ như tiếng khỉ, tiếng chuột, tiếng gì kêu sao anh giả. Con khỉ á, con khỉ nó sao? Kêu sao? Kêu sao? Hay quá. Hay quá. Lúc này là cái trạng thái nào nó đang vui hay đang buồn? Nó đang khấn khích đó. Tại vì nó chuẩn bị vô cái mùa giao khói rồi. Ây da. Cho em hỏi câu cuối cùng thôi. Anh cho em hỏi anh là cái gì động vật gì là em hiểu động vật đúng không? Anh cho em hỏi là anh sao biết mà phân biệt được con nào là con gián đực, con nào là con gián cái anh? Dạ, cái này căng à. Cái đó cũng dễ mà. Sao anh? Sao? Đơn giản lắm, em dạ, không biết sao? Hả? Dạ em biết gì hết trơn. Đây nè. Bỏ con gián bên này. Nguyên bà gián ở đây. Cái cho ông chủ đứng đây. À tôi là gián gì? Cái bà chủ đứng bên này. Đó. Gián nào bò qua đây là gián đực, gián nào bò qua đây là gián cái, vậy thôi. Ôi con mày ơi. Ê còn cũng có nguyên bà gián nó bu vô anh thì sao? Biển thái. Có loại gián luôn hả? Có. Trời Nam hiểu em thích anh quá. Thôi thôi để em vô lấy đồ ăn nhanh. Để em vô lấy đồ ăn nhanh liền. Em vô lấy đồ ăn nhanh liền. Đem vào đây, tôi là tôi quý anh quá. Tới hội quán Tiếu Lâm là phải ăn. Đó. Đây 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 đây. Đó con mà chưa lẽ. Nãy ăn bữa thịnh soạn liền chứ. Thích ghê đó mà. Tàn nhẫn quá. Mấy người dạ man quá. Tại sao lại giết người nó đang sống đi lang thang trong chuồng, nó giúp mọi người mỗi sáng thức dậy mà nó là ông nội khùng á, ông nội đồ chai đậu hũ không đó ông nội, tôi bị lố quá ông ơi. À, thấy quá nhìn đâu thấy động vật hết vậy, ăn đi. Tôi yêu động vật mà tôi sợ là vậy, gà thiệt ông ơi. Trời ơi bây giờ đồ chai người ta làm vậy đó, ăn đi. Nhưng mà trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ nó được thiệt, tôi không thể đâu giết những con vật mà tôi yêu thương, hiểu không? Chứ thằng ăn cái gì chai. Chứ hồi thằng đi ăn cái gì? Rau cỏ và củ quả. Bây giờ anh ăn rau cỏ đi. Ngon. Sao nó làm y chang như thịt gà luôn vậy? Trời ơi, anh ăn chay vợ làm nhiều món hay lắm. Ông chủ. Ngon quá ông chủ ơi. Ông chủ ơi. Ớt chay. Để tôi luôn. Ông chủ. Anh ăn nó ngon luôn kìa. Anh không biết. Trời ơi sao vậy Tiên ơi? Trời ơi. Tôi đi tìm ông suốt bao nhiêu lâu nay rồi, tiền đâu sao không chịu trả tôi hả? Tôi có xứng nợ nào như anh đâu. Trời ơi khổ ghê luôn nha mọi người coi đó ha. Công này nè, ông mua nợ tôi đồ hàng toàn là những cái đồ quý, đồ hiếm mà. Mua nợ hả mấy chục ký ngà voi à, mấy ơi. Chục cái nanh cọp, mấy chục bàn tay gấu à. Chuyện đó từ từ nó đang tính sao. Ê sao cậu là đại sứ bảo vệ động vật hoang dã mà tại cậu lại mua mấy cái thứ đó làm gì hả? À, đâu hả? À, tôi mua đâu, ai làm chứng tôi mua. Kệ tôi mua không? Cái này, cái này đồ riêng tư của tôi cấm, ghét chứng lại xe. Đụng vô nha. Tôi không có đụng, tôi chỉ khám thôi mà. Bây giờ ông chủ muốn gì đó, ông coi đi, ông coi đi. Trời ơi. Đây nè, trời ơi. Trời đất ơi. Nguyên một cái nanh trời gài tôi hả? Mấy cái này là tôi bán cho nó nè. Trời ơi, bóp da cá sấu nè. Đó. Trời ơi. Tôi bán cho mấy con cá sấu về nhà lột da ra ngồi may cái bóp đó. Cái nữa nè, cái này là cái gì đây? Cái gì? Đây nè, cái ngà voi. Trời ơi, sống chết. Ông tới kìa, ông tới kìa, ông tới kìa. Ủa ai vậy? Ai nói vậy? Mình làm chào cả nhà. Ủa ai vậy? Làm gì ở đây vậy? Dạ em tính đi vòng vòng vô cái quán chơi, cái tự nhiên giờ hồi nãy ông nội này ông nhờ em đeo dùng cái giỏ này. Trời ơi, hồi nào cái này là đồ của tôi. Nè bố nói cho ông anh nghe, cái người này á vô đây tự xưng là người đại sứ bảo vệ động vật hoang dã. Ừ. Vậy mà ông nỡ lần nào ông ăn nào là thịt gà nè ha, tùm lum la hết rồi đây nè. Ông còn tàn trữ ba cái ngà đồ. Ai dạ mãi tôi nói. Tao kêu mày đi tìm đạo cụ về quay phim, sao mày mượn xong số mày không đem về cho người ta quay phim? Tôi bị cái quán này bắt vô ép ăn thịt gà chứ em đâu nói gì đâu. Tự nhiên ép ta ăn chi vậy? Đúng rồi. Tụi tôi là trong đoàn làm phim. Làm phim để bảo vệ động vật. Đó, mượn mấy cái này nè về làm đạo cụ. Để cho mơi mốt người ta thấy được á là người ta đừng có giết thú vật. Đúng rồi, người ta phải có tình yêu dành cho động vật. Đúng rồi, người ta đừng có giết thú rừng nữa, đúng không? Ủa? Tôi không thích mấy cái phim ảnh lắm. Ê cho tao hùng cái bàn tay gấu này về làm phim luôn. Anh mượn được gì anh mượn đi. Về làm phim luôn. Mày đem về mày ăn đi. Cái đó mà tay gấu. Tào lao. Đi nhanh đi. Dạ. Đi về cho tao quay phim. Ai trả cái vậy là đoàn đợi em nãy giờ luôn ha. Trời ơi. Cái gì? Tôi làm gì đâu.
anh heo này nhà tôi có trợ, có nuôi, không tôi không sao. Đi ra đây. Mời mời Quách Ngọc Tuyên, mời mời mời. À, trời ơi, như vậy là chúng ta đã vừa trải qua một cái tình huống khá là gay go, khá là hóc búa mà gia đình của bà chủ quán này đặt ra cho cái vị thực khách này của chúng ta. Nhưng mà cũng rất may là cuối cùng nhân vật người bí ẩn đã xuất hiện và đã giải cứu cái tình huống khó đỡ này cho anh chàng này. À, Tuyên ơi, Tuyên ơi, khi nãy bạn vô đây khi mà bạn bị gia đình ông chủ quán mà hành hạ thử thách bạn nhiều như vậy, bạn thấy sao? Dạ vui anh. Vui hả? Em thích vậy á. À, rồi thích cái thử thách nào? Em thích nhất là con của ông chủ á. Lấy đi, trời ơi, con này ở không dữ lắm đi. À, nói chung là cái tình huống vừa rồi thì gia đình chủ quán đã đặt ra cho vị thực khách của chúng ta rất là vui, mặc dù khá là hóc búa. Cũng may là cuối cùng đã nhờ vị khách bí ẩn này đã giải thoát. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật to để cảm ơn vị khách bí ẩn cũng như là vị thực khách của chúng ta đã mang đến cho chúng ta thật nhiều niềm vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta chuẩn bị để tiếp đón vị thực khách buổi chiều tối nào. Rồi, Tăng ơi, Tăng ơi, Tăng. Chào chú. Trời ơi, Tăng ơi, Tăng, Tăng đi đâu vậy? Dạ con đi học. Ủa con ơi, con là con trai hay con gái vậy? Dạ con không biết nữa. Chú nhìn con tướng cũng không biết luôn. Dạ. Bởi vì cái thân hình là con trai mà ở trên đầu là con gái. Dạ. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 3 tuổi. 3 tuổi thì học lớp mấy? Dạ con học lớp mẫu giáo. 3 tuổi lớp mẫu giáo hả? Mẫu giáo. Mẫu giáo. Ừ, cái lớp mẫu giáo đó chắc cũng khó lắm với con ha. Dạ. À, khó cho cô giáo đó. Dạ. Bởi vì cô giáo mà có học trò như con là khó lắm luôn đó. Dạ con biết rồi. Ai chỉ cho con làm cái kiểu tóc mà ấn tượng vậy? Dạ con tự con làm, mỗi sớm mai thức giấc là con tự con trang điểm cho con đi học. Ồ, mỗi sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình thấy không có ai bên cạnh mình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì phải hỏi là tại sao không ai ở bên cạnh mình hết nha. Dạ con giống quỷ quá. À, đúng rồi đó. Nó nghe nè, bây giờ con đến đây cái hội quán Tiếu Lâm này nè, trong này có nhiều món ăn lắm nè ha, nhiều đồ chơi lắm nè ha, muốn cái gì cũng có cái đó trơn á, nhưng mà gia đình chủ quán ở đây khó lắm luôn đó. Khó lắm hả chú? Ừ. Dạ chúc con thành công nha. Cảm ơn chú. Ừ. Nào hội quán Tiếu Lâm mở cửa đón bé vào, tạm biệt. Chào chú. Muốn ăn gì con cứ nói ra đi. Dạ con Tiếu Lâm xin mời. Dạ chưa được cái vợ trò với con lớn đến đây. Chú Chí Tài đúng không? À. Trời ơi chú Chí Tài những hài vui lắm nè, mà nha chú Chí Tài bán chè rồi hả? À con có là dạ. Cubi đúng không? Dạ con là Cubi. À Cubi con ờ đây dạ con ngồi đây, con ngồi đây. Dạ con ngồi đây hả con chú? Con ngồi đây đi nha. Dạ con ngồi đây trong khi chờ má con tới đón con. Đây ngồi đây. Chú hỏi con cái này một cái. Dạ. Trời ơi. Con đẹp quá hả? Dạ con đẹp, con đi học là con phải đẹp, phải chỉnh chu. Nè con. Dạ. À con đi học vậy là con vô lớp rồi các bạn này, ngoài cái học chữ ra con còn có ca hát nữa phải không? Dạ con hát múa, con phun lửa, con làm gì con làm cũng được. À trời ơi phun lửa đó hả? Dạ con hát nè, con đọc thơ, con nhảy pop nè, rồi con đọc rap nè, rồi con đánh lộn, rồi con làm gì cũng được hết. Tự đánh lộn nữa con. Ôi, đừng có đánh lộn. Dạ. Nha. Yeah. Bây giờ nè, bây giờ con có thể hát cho chú nghe, tại vì chú nhớ cái hồi xưa chú đi học đó, chú thích mấy cái bài hát thiếu nhi lắm. À hát đúng không? Vậy bây giờ chú Tài làm MC cho con ơi, con muốn xuất hiện như một người ca sĩ chuyên nghiệp, con muốn làm mà xuất hiện một cái là như anh Đàm Vĩnh Hưng luôn. À. Tại vì con thích anh Đàm Vĩnh Hưng nên con lấy cái tên cũng giống anh Đàm Vĩnh Hưng luôn. Cái tên gì? Đừng Vĩnh Ham. À. Thích con quá đi. Dạ. Nè, bây giờ à con biết cái bài à. Thôi mấy con hát mấy bài cho con tự sáng tác trước được không? Con tự sáng tác? Dạ con tự được, sáng tác được, cái bài được. Này. Chú Tài giới thiệu cho con anh Đừng Vĩnh Ham mà con phóng nó một cái là con hát cái bài con tự sáng Đừng tác. Đừng Vĩnh Ham. Dạ. Rồi. Dạ, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một tài năng rất là mới. Mời quý vị một tràng pháo tay để chào đón ca sĩ Đừng Vĩnh Ham. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Cuộc tình dĩ vãng cũng chỉ là dĩ vãng cuộc tình. Nếu cuộc tình cứ dĩ vãng cuộc tình,
yêu nhau tâm hồn càng thêm di vãng, di vãng cuộc tình. Dạ xong rồi. À, hay quá, con dỗ quá. Đây này, nhưng mà bây giờ con chú nói con nghe. Dạ. Cái đó là mấy cái bài hát người lớn. Người lớn. Bây giờ con hát cho chú muốn tìm lại cái thời thơ ấu của chú. À, thơ ấu bài cái gì? Cái bài chú thích nhất là cái bài Bắc Kim Thang. Bắc Kim Thang. Con thuộc bài đó không? Không thuộc. Con đọc rap bài thiếu nhi được không? Được, mà con bài gì nè? Con đọc rap bài con cò bé bé. Con cò bé bé. Rồi. Rồi khoan. Con vừa đọc rap mà con vừa diễn theo cái từng câu hát được không? Rồi chuyện nhỏ con cái nghề cũng không mà. Rồi. Đây chú. Rồi giới thiệu nha, rapper là đàng hoàng nha. Rapper hả con? Dạ. Hôm nay con tự giới thiệu luôn cho. Rồi. Bắt đầu. Dạ thưa chú Tài và thưa tất cả quý vị và các bạn đang đến với quán tràng hôm nay. Con tên là Đừng Vĩnh Ham. Danh của con là Cạc Tuân Thuận. Cạc Tuân Thuận. Dạ con xin trình bày bài rap được mang tên Con Cò. Rồi, dạ. Chú Tài. Con cò có cái cổ cong cong, có cái cẳng cao cao, cổ cong con cò, cò cắn cò, cái cắn cái, có cò cái cắn cổ cắn cẳng, có cò con, có cò con cào cào, cấu cấu, có cò cái, có cò cái cú cú, cấu cấu. Gì vậy con? Sao? Sao vậy? Có gì? Chuyện gì? Mất cái lưỡi rồi. Đọc nhanh nó mất cái lưỡi rồi. Kiếm cái lưỡi cho con. Đâu? Trời ơi mẹ quýnh chết, mất lưỡi mẹ quýnh chết. Lưỡi con ơi, rồi mà. Có rồi. Trời ơi, nó giăng lên rồi hả con? Dạ xong rồi. Xong rồi hả? Hay quá. Đây, thôi là còn xuống đây đi. Dạ con mệt quá chú. Được rồi. Thôi được rồi, con làm vậy là chú vui lắm rồi. Dạ. À bây giờ con mệt rồi, bây giờ chú mời con ăn chè nha. À chú mời con ăn chè. Ừ. Con không có đem tiền. Không. Tặng không cho con. Chú cho con ăn giờ không? Con hát cho chú nghe mà. Dạ. Đạt à. Đạt. Chú kêu con. Đây. Trời đất ơi, anh Đạt diễn hài luôn nè. Hâm mộ anh Đạt, em không anh Đạt một cái. Trời ơi, sao nào không đâu. Cô Bi phải không? Con cô Bi nè. Trời cô Bi, hôm qua thấy cô Bi có chút xíu mà nay nhìn cô Bi bự quá vậy. Trời đất ơi, hoàn cảnh hôm qua là con vô lớp là mấy cô là tiêm phòng cái thuốc mà ngừa chó điên đó. Rồi cái bà cô kia bà chích lộn thuốc tăng hóc môn nam, chích lộn cái thuốc của Lý Đức đó. Bây giờ cơ bắp con nó cuồn cuộn và râu ria mọc tà le luôn. Trời ơi, khổ vậy trời. Dạ, chích lộn thuốc. Ngày mai vô kêu cô giáo chích cho cái thuốc chó khóc để bình thường lại nghe chưa? Dạ. Trời ơi thương con quá. Chủ yêu con gì? Lấy chè cho cô Bi ăn. Dạ. Ừ. Rồi ngồi chơi con đi. Con được chọn chè không? Con được chọn chè gì không chú? Ở đây là có một món chè. Thôi con cứ lựa đi. Con thích chè nào nè? Con thích chè màu xanh này nè. Màu xanh. Màu xanh, màu thập cẩm này. Rồi thập cẩm. Rồi pha vô luôn. Rồi pha hết rồi đi. Rồi trộn vô, xay lên cho đàng hoàng. Nha. Màu xanh màu thẳng pha vô xong nó ra màu này. Cái gì vậy? Pha đó con. Yêu cầu của con màu xanh với màu thập cẩm nó pha vô thành nó ra màu đó đó, cho con lấy một màu rồi nó còn một màu. Ngoan. Đây để anh Đạt anh lo cho con. Thôi để con tự con ăn được rồi. Con nít ăn nó đổ tháo vô mình vô mẩy không có được. Để chú đút cho con. Thôi ta bây giờ mình chơi trò đi. Bây giờ chú đút con một muỗng. Con đút chú một muỗng. Con không có làm con đúng. Con thương chú mà. Ôi, con cưng mít cho con một muỗng. Con lớn rồi. Nghe lời chú. Thôi đi. Bây giờ con muốn ba người chúng ta cùng ăn thôi. Thôi con không ăn. Từ từ. Con không ăn. Bây giờ con ăn trước. Con ăn trước. Bây giờ ba đứa mình cùng ăn con mới ăn. Rồi. Một muỗng là chú ăn, là một muỗng con ăn, là một muỗng là chú Tài ăn. Rồi chú Tài. Muỗng đầu tiên thôi coi, phải con đút chút thôi, chú ăn không được. Con nhỏ đổ tháo lắm. Đổ tháo. Em tự ăn đúng không? Thôi. Đây chú tự chú múc là lát chú tự con múc nha. Con nè, con nít không có được cãi lời người lớn hay chưa? Con xin lỗi. Cái gì là hổn đó. Đi rồi. Để đây chú đút cho anh nè. Chú cười giả man quá thôi, để con đút cái thằng này sao mà đút chè đút nít mà cười như ghê vậy. Này chú ăn trước nè, được nè. Đó. Thương. Ngon lắm con. Ăn bự ăn đi, ăn miệng là mâm mâm. Chú với Tài. Hai con giống với Tài xa mà. Trời ơi. Tài ăn cái đó nhờ. Chú giống với Tài mà với Tài. Trời ơi. Chú nhận chơi con hả? Còn phải có cái gì đó. Trời ơi, ngồi yên cho nó đốt đi mà. Con đừng có nhúc nhích. Trời em ơi. Em gì ghê quá. Chú ăn. Đúng rồi đàng hoàng mày. Chú ăn chân gà tay chú dùng lắm. Thôi được rồi, mai ăn chân vịt đi cho đỡ rung. Trời ơi, khổ quá. Đúng rồi đàng hoàng. Ăn nó vặt bậy tụi bán. Bây giờ con ăn là lát con phải hôn chú nha. chú cho con ăn là lát con phải hôn chú. Con để thể hiện cái tấm lòng của con. Bây giờ hai chú cháu mình hôn nhau luôn à. Trời ơi, mấy ngày luôn. Trời ơi, sợ chú. Trời ơi.
dễ thương quá. Chú Tài cũng dễ thương lắm con. Trời đất ơi, vậy ba số 6 mình là thành ra bên đây hát một cái bài gì đó mà liên quan tới ba người nha. Ừ, bài gì vậy? Ba, ba là cây nến xanh hay gì đó này đó. Ba người, ba. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Trời ơi Bin, mỗi lần mà con xuất hiện trong cái căn nhà này đó là tiền cô bị mất. Sao vậy Bin? Ủa gì vậy? Trời ơi. Sao con nói gì vậy? Ăn cắp tiền gì bắt tiền con? Con trời ơi cô ba ơi, tôi đến đây là để thăm con với thăm cháu tôi mà sao cô ba đuổi tôi là ăn cắp tiền, ăn cắp gạo. Trời ơi, tôi nghèo thiệt nhưng mà không bao giờ tôi ăn cắp tiền của cô ba. Cô ba ơi, không được thì tôi về. Cô ba đuổi cái gì con coi ba cái tôi lỡ vậy? Tôi lỡ lá sầu riêng. Cái gì mà chứ mà đủ tôi ăn cắp tiền tôi tưởng lá sầu riêng. Con nít nha, không được ăn nói mà nói xạo nữa nha. Trời đất, mặt mày ăn tèm lem còn không biết chùi nữa mà nói cái gì bậy bạ. Con nít mà. Lấy khăn chùi cho nó đây. Khăn chùi mắt. Cô ba lanh quá. Sao cô ba nói gì con? Cô ba muốn nói cái gì? Bây giờ là ăn cắp tiền thì nhận đi. Tại sao mỗi lần con qua đây là cô bị mất tiền? À bây giờ là mình diễn cái trích đoạn mà trên phường mình tuần sau mà chơi trích đoạn lá sầu riêng phải không? Bây giờ cô ba không có giận với con nha. Con làm cô như không cô má kim cương. Nói đi. Con mất tiền phải không? Hồi nãy vô đây bao nhiêu người chứng kiến là cô Bin nó đeo cặp này. Đúng. Có phải không? Đúng rồi. Dạ trời, con khai đi con ơi, con có lấy không để cô ba lục ra có là ừ, cái cặp của con. Con nít không được nói dối nha con. Ủa? Nói dối á là rất là xấu. Đúng rồi. Mà con mà nói dối á là cô hả, cô sẽ quýnh đòn con tét đít con. Dạ, hiểu không? Trời ơi, tét đít. Đúng rồi. Tét luôn rồi. Tét luôn dữ vậy con. Bây giờ con có lấy con khai lại. Không có lấy mà. Có không? Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi. Trời ơi. Cái này con của con. Cái này là trời đó, coi chứng minh nhân dân của con nè, con lấy rồi. Đúng rồi. Trời ơi, lấy tiền. Có chứng minh nhân dân của con. Con nói rồi, mà chứng minh nhân dân gì con nói xài. Hay con già đi. Bé, không được lấy chổi ba. Con chết. Kéo cái quần xuống cho con quýnh con. Trời ơi, cái gì con ơi. Kéo cái quần cởi ra cho con. Con làm xuống. Con nói cái gì, con nói cái gì chưa nghe. Uống trong chú thương con. Vô cái quần thằng cô Bin cho cô quýnh. Lấy người ta. Lấy người ta rồi, quýnh xác rồi. Gì vậy? Làm xuống. Con có thì con khai đi cô ba tha. Có không? Giờ làm cái gì? Không? Dạ không. Mày cởi quần nó ra coi. Cái gì? Mày ghét tập lên mà còn có ghét tập trong luôn. Thần trời đất hết vậy. Bà về bà coi. Cái gì? Cô Bin qua lấy tiền con á. Ủa cô Bin. Cô Lan. Trời ơi sao mà mặt mũi con tìm lem vậy nè. Mọi người ăn hiếp con đó cô. Trời ơi. Thôi cô đẹp quá nha. Cô Lan. Hả? Cô mặc đồ như chó đốm vậy, thương dễ thật à. Cưng dễ thật à. Má Quỳnh vậy hả má? Nó là nít quỷ chứ không phải nít thường đâu má. Chứ vậy cho nó kêu tao con chó là tao thấy tao mình. Có ý mặc đồ như chó đốm. Giống chó đốm thôi chứ bà sao mà. Bà chủ không biết chuyện gì xảy ra đây hả? Chuyện gì? Nó trơn tiền rồi nó không chịu học hành. Có không? Dạ không có, mà chửi con, à, chửi số sợ. Không có ăn cắp. Người ta không ăn cắp mà tại sao đổ thừa người ta ăn cắp vậy kỳ cục quá. Là sao cô ba? Mà tôi coi coi ai ra ngoài nè. Chủ, con phải nói gì nữa? Ủa? Ba? Ba đi đâu vậy? Bây giờ sao? Thôi, mệt quá à. Thằng Cu Bi lâu lâu nó qua nhà mình chơi thì để cho nó chơi thoải mái chứ làm cái gì vậy? Đó, chỉ có cô mới thương con. Đây, đây, với thầy gặp chú công an thử. Vụ gì? Đó, thằng Cu Bi bắt cóc rồi. Thằng này phải Cu Bi. Nó giả mạo Cu Bi. Trời ơi. Hèn gì, thấy cô hỏi nó nhỏ xíu mà. Bữa nay Cu Bi nó bự quá là nghi rồi. Hồi nãy con tâm sự rồi. Ở trong lớp là tiêm lộn hóc môn lý đức cho con mà. Nó giả mạo. Trời ơi, hèn gì. Hèn gì tôi vô. Thằng Cu Bi có bao giờ nó kêu tôi là chó đớn đâu trời. Mà thằng này nó kêu tôi chó đớn rồi tôi nghi rồi. Nó nói quần đùi. Cái quần thằng Cu Bi nè. Mày lột quần nó hả? Trời ơi. Trời ơi, chết rồi. Thật ra này. Thực ra mày là ai? Mày là ai? Hả? À, con Cu Bi nè. Là ai nào? Mà tại cái gì vậy? Cái này là nó nè. Nó lột đồ. Cái gì vậy? Nó mua lửa. Của con. Cu Bi đâu biết mua lửa. Trời ơi. Trời ơi, quá đáng lắm rồi. Đưa lên phường. Đưa lên phường. Đi lên phường. Đưa lên phường. Đi lên phường giải thích. Đi lên phường giải thích. Đi lên phường giải thích. Đi chưa hiểu gì vậy? Hiểu gì vậy? Ám ảo Cu Bi mà chưa hiểu hả? Ai đây? Cái gì đây? Ai đây? Mấy con mấy cháu làm gì vậy? Cái gì?
Đây là cô Bi cháu tôi. Bữa nay con tôi nó đi làm, tội nghiệp nó, cũng tại mẹ nó mà ra hết trơn á. Sao vậy? Nó là thằng cu bi thiệt mà. Dạ. Bị mẹ nó ép cho nó học nhiều quá, rồi đầu óc nó khủng hoảng vậy đó. Mà tôi nói con tôi bao nhiêu lần rồi, cho học nó đâu phải lúc nào cũng phải cắm đầu vô trong sách trong vở là được đâu. Vậy mà nó không nghe tôi, nó để cho cháu tôi vậy đó, không cho ra đường cô chú ơi. Nó không cho ra đường đi chơi. Cái gì vậy? Ăn được cái nhốt của thằng nhỏ tự kỷ. Rồi bữa nay nó trốn được ra đây nè. Nhìn cái mặt nó hấp quá à. Đi về với ngoại. Dạ. Chứ ở đây người ta giết mày à. Dạ cảm ơn ngoại. Ở đây thứ dữ không đó con. Dạ. Ở về cảm ơn cô chú nha. Nha à. Bi. Bi à. Ủa nó nghe nè, dễ té ra là nó học nhiều quá là nó bị hát đó hả? Làm cha làm mẹ mà không có hiểu, có bắt con mình học hành mà không có cho nó nghỉ ngơi, riết nó già hát trước tuổi đó. Đó, ông chủ bà chủ cũng phải dạy lên mình đi, không có dạy cô chủ gì, biết cô chủ không biết cái gì luôn. Cái gì vậy? Mày liên quan đến cái nào mày? Mà, sao mặc mà đi. Thôi được rồi. Hồi nãy chơi trò chơi với Quy đó. Bây giờ hết giờ phụng chủ rồi. Bây giờ là coi như là xong rồi. Bây giờ mình phải vô chuẩn bị. Thế nào hồi nãy giờ đó, ba cái người khách từ buổi sáng, buổi trưa, buổi tối trở lại đây trả tôi à, cái gì vậy? Cái gì trời vậy? Ơi à, trời ơi trời ơi cái gì? À, đóng cửa đi trưa rồi trời ơi tào lao nhà nhiêu kìa đâm bàn quá vậy ta. Thôi vô chuẩn bị đi hết cái hộp vô không chẳng. Xin chào ba vị thực khách dễ thương của hội quán Tiểu Lâm. Hôm nay chúng ta đã có một ngày dài từ buổi sáng đến buổi trưa đến buổi chiều tối. Mình vô quán ăn mà bị gia đình hành hạ quá đúng không? Dạ màng lắm mà. Nhiều khó khăn dễ sợ. Bây giờ dây, chúng ta sẽ vào hội quán. Nhưng mà trước khi vào hội quán, hãy suy nghĩ coi mình có cái độc chiêu gì để mình thử thách, mình hành hạ ngược lại gia đình ông bà chủ. Có ý kiến gì chưa, vị đẹp? Con đang suy nghĩ. Cô bé, con đang chờ ý kiến cha con. Cha con là ai? Nè. Mọi chuyện con cứ để cha lo. Con cái con trả hết rồi. Như vậy là hôm nay mình tạm xem như là một gia đình nhỏ nghe. Vô đây quất ngược là cái gia đình này cho tôi. Dạ. Chúng mình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Yeah, một trong yeah. Và hãy đến với thử thách ngược của hội quán Tiểu Lâm. Mở cửa ra nào. Tạm biệt các bạn. Hai cái lưng chào mừng quý khách đến đây. Bà yên đi, bà yên đi. Đây. Đâm hoài. Bà hát tôi muốn xỉu với bà luôn á. Quậy đi bà. Cái gì vậy? Quậy đi. Trời ơi, bà chủ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Quậy hết đi. Đừng có gì. Quậy quán tôi vậy. Bà ngồi xuống đó rồi tôi. Cái gì? Sao? Bây giờ muốn làm sao? Bước lên đây. Cái chuyện gì? Chuyện gì? Từ từ bà nói. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Chủ tôi mà. Ông ngồi xuống đây. Sao? Ông ngồi xuống đây. Ông ngồi xuống đây. Từ từ. Không có từ từ gì đâu. Mà xuống đây. Ông ừ. Làm chủ quán được rồi. Ông bắt trước người này người kia, ông thần tượng người đó ông làm gì hả? Ông tháo cái mực ngồi ông ra đi. Ê, ê, bậy rồi, bậy rồi. Ông bắt trước chí tài làm gì? Ông đó ông bị khùng khùng đi đi, ông theo ông đi. Ông tàu lao. Hả? Ông đó còn bị biến thái, tháo cái mực ngồi á. Ôi, ông còn thêm mà. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Sao? Anh nói đi cái mục rùi này sao vậy ông chủ? Cái mục rùi này, sự tích mục rùi này là sao? Nói cho mọi người giải thích, mọi người hiểu chứ. Cái mục rùi này của tôi từ lúc tôi lọt lòng mẹ là tôi đã có rồi. Tôi không bắt trước thần tượng nào hết trơn hết rồi. Đúng rồi, vậy là ông Chí Tài bắt trước ông này. Vậy là ông Chí Tài bắt trước ông. Thế sao cái chuyện đó bỏ qua đi, còn cái bỏ chuyện, qua chuyện con tôi sao con. Con tôi đến đây ăn chè quán ông à. Để con tự nói đi. Con nói đi. Chuyện là như vậy. Họ ác lắm. Ác cái gì? Họ ăn hiếp một đứa con nít như con. Con từ từ sống thật thôi, đừng có chuyện quá, đừng có vô cái lương quá nha. Ủa mình chân thật đúng không ba? Anh để cho mình đừng kể chuyện là mình phải dung dị đúng không ba? Mình mà làm lố là không có vui. Câu chuyện là như vậy, khi mà con chờ mẹ đến rước con thì con vào đây con ăn chè, rồi mọi người tụm lại ăn hiếp một mình con. Và nhất là ông Chí Tài này, ông ăn hiếp con vậy. Còn cái ông mặc đồ xanh lè xanh lát này, ông lấy chè ông chát vô mặt con. Ông làm cái gì mà ăn hiếp con tôi vậy? Mày là
ba bốn người này làm cái gì bạn hiếp con tôi? Thanh thiên trịch và xảy ra chuyện gì ở quán của tôi vậy? Mày đi vậy? Im! Tôi đâu có đâu. Bà con kể tới chuyện đó đi. Nhân vật kia thì sao? Nhỏ này là cái bà này là đây, bà thủ phạm này. Đi đâu? Bà đó là ổn. Dạ, con xin lỗi cô yêu. Lúc nãy tôi nghe nó nói là bà lột đồ đó đúng không? Bà nằm xuống đây cho tôi lột đồ bà. Cái gì? Mày. Ai lột đồ? Em qua đây, chị xử cưng. Bây giờ là bà coi với mẹ tôi. Bây giờ là không nói nhiều. Mẹ chơi tay đôi với bả luôn. Trời ơi, lột với mẹ tôi đi, không có nói nhiều. Trời ơi, lột với mẹ con đó hả con? 1, 2, 3, chơi. Kêu con ca như một con điên, con không biết con ca cái gì luôn. Bắt con hả? Hát hò rồi múa lửa. Rồi làm trò cười cho thiên hạ. Dạ, trò cười. Hát hò ai? Cái gia đình kia trong bước ở đây. Này, ra đây. Sao ông băng đứng tôi vậy? Gia đình kia bước ở đây. Con không bỏ. Chúng ta phải đoàn kết lại. Một cây làm chẳng nên, non bốn cây bây chụm giờ, lại là từ nó luôn. Biết cái hành hạ trẻ em như vậy nó là ảnh hưởng tâm lý nặng nề lắm. Tội nghiệp nó lắm, nó là trẻ em thôi mà. Nó điên rồi, đưa đi chết tôi. Tôi chết bà trước đó. Bây giờ con muốn bà này tháo một đôi guốc ra và đi cắt guốc. Lẹ lên, tháo một đôi guốc ra. Lẹ, lẹ đi. Gỡ đôi guốc này ra. Bà đi liền cho tôi. Lẹ. Đi kiểu con chó đớn nha. Đi cho đẹp nha. Đi kiểu con chó đớn nha. Đẹp luôn rồi. Bắt đầu. Cảm thấy chưa sinh động lắm, bà làm lại. Chưa sinh động lắm. Bà làm đa dạng lên cho tôi. Vừa chó đực, vừa chó khái, chó con tùm lum. Bây giờ bà cầm cái ghế cho tôi. Người ta muốn lửa, bà phải mua ghế cho tôi. Bà phải đi Sài Gòn cho lớn, Sài Gòn cho lớn vậy. Rồi lẹ lên cầm ghế. Bà đã hành hạ con tôi mà, bây giờ làm đi, mua ghế đi. Bây giờ con muốn hành cô hãy cầm cái ghế này và đi cắt bút cho con. Bà chủ. Lọt cái ghế mà chết lại với tôi. Tiếng chó đâu? Đưa cái súng cho bà chủ tôi múa luôn đi. Bà bắn tôi hả? Đâu không đâu. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Con lửa nè, con lửa nè, con lửa nè, con lửa nè. Cái gì nữa? Con lửa nè. Trung quá rồi. Đúng vậy. Quá rồi. Quá rồi, tới rồi bà chủ ơi. Gia đình nhà chó. Nhớ con thú bao nhiêu rồi nè. Gia đình nhà chó. Hồi nãy rồi. Em nhớ là anh cũng ăn hiếp em rất là nhiều. Hồi nào? Hồi nãy á. Ai đâu? Lúc sáng em cứ đến đây đó. Em cứ đến quán rồi rồi. Không có trả treo, ông im. Bây giờ vậy nè, em nghe đi, dân chúng, dân làng đồn rằng là anh lắc cái má rất là dễ thương. Đúng rồi. Bây giờ em muốn xem anh lắc má. Lắc chừng nào mà em cảm thấy mà em vui thì em bỏ qua chuyện này. Anh muốn gia đình tôi không buồn phiền chuyện này nữa. Anh thể hiện cái đó đi. Thể hiện cái gì? Chứ mở quán lắc má cái tiệc chiêu lắc má gì có lắc má dễ thương á. Anh làm đi, lắc mà rớt cái bông là phải lắc lại rồi. Lắc má đi anh, em nghe đồn là lắc má nó vui lắm mà. 2, 3 lắc má đi. Lắc má không lắc mông. Lắc má chứ phải lắc mông. Ủa lắc gì? Lắc má hả? Lắc má đây, đây vợ tôi ở nhà chưa bằng má rồi. Lắc má lắc má. Ồ hay quá, má tôi lắc ghê quá. Má ông chủ lắc ghê quá. Má ông chủ lắc ghê quá. Lắc má. Đó nhà ông bà lắc vui, có vui, không có vui. Lắc má mà từ cái máy này đụng qua cái máy này nè, từ cái máy trái đụng qua cái máy phải mới là đúng. Thôi vậy là má anh đó chứ không. Chứ mà lắc má lắc qua lắc lại ai làm không được.
Không được rớt cái bông nha, để cái bông như vậy cho giống Thanh Kim Quệ. Cầm giùm tôi rồi. Không rớt bông hơi khó đó. Wow. Bà thả lỏng đi má. Mình thử bài. Mấy người nhớ ơi, mấy người thành khải tôi bắt tôi làm con thú như một con thú không? Đâu làm gì có, làm con thú mà. Thì phải giống thú rồi. À, mọi người diễn theo cái lời bài hát của tôi hát. Đúng rồi, sao cả con hát một bài, mẹ hát một bài, cha hát một bài, nhiệm vụ các người phải hát theo. Bốn người luôn. Bốn người luôn. Một cây làm chẳng lên non đâu ông chủ à. Cái gì? Bốn cây chùm lại mới thầy quay luôn. Tôi gì có tao chân mày. Con, ông chủ. Con đi học như trong lớp có cô giáo dạy con hát sao con mở. Rồi bài đầu tiên. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bướm bướm bay đôi ba vòng, bướm bướm bay đôi ba vòng. Hai con thằng làm con nuôi nhau cắn nhau đứt đuôi. Ba thằng làm buồn nhau gây cho ba đến giặt cắn. Ăn cái thằng này cũng tóm mày cắn. Đừng mà ăn đi. Chẳng quá con nhớ nữa. Xe bà trao dù màu dao, cô thương trao lại cho không khóc nghe. Không khóc nghe là mẹ trong cây gái. Ta giàu Tiêu Lâm là nó nổi tiếng là làm khó khách mời, nhưng mà lúc nào cuối tình huống đảo ngược là ba vị khách mời này làm cho những người trong hậu quán này rất là mệt mỏi, đặc biệt là không biết mấy người này trẻ mà sao không nhìn dồn, cứ dồn cho người tôi là người trẻ nhất trong cái hậu quán này à, nhưng mà tuy nhiên hành hạ gì tôi sẵn sàng chấp nhận. Anh hiến xác luôn đó không? Vì cái gia đình mà. Ý anh Tài, anh kêu là anh muốn làm nữa đó, làm đi. Bỏ đi. À, thưa quý vị, đây là một cái thách thức tình huống đảo ngược cũng đã chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay. Trước nhất là cảm ơn ba vị khách mời, đó là Lâm Chi Khanh, Dương Lâm và Quách Ngọc Tuyên. Thay mặt chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã tham dự chương trình Tâm ngày hôm nay. Và bây giờ xin chào tạm biệt. Hôm nay muốn ăn gì? Hôm nay muốn ăn gì? Hôm nay muốn ăn gì? Xong thấy có ai vậy trời? Quán xá gì mà ế nhẹ vậy? Chủ quán ơi! Chủ quán! Nên đi con! Nên đi con! Nên đi đừng khóc nữa con ơi! Đừng khóc nữa! Ba biết rằng con khát sữa lắm! Nhưng ba thì... Oh my God! Coi gì đâu con! Không còn gì để cho con bú cả. Bây giờ cũng hết tiền rồi. Ổ bánh mì hồi sáng ba cũng ăn hết rồi, chỉ còn lại miếng giấy thôi. Thấy đâu vậy? Nhưng tại sao em lại ở đây? Sao em không về nhà? Con mình đây. Nhưng Nhung ơi, sao em nỡ bỏ ra đi khi con Tu nó mới vừa lên 2 tháng tuổi? Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt trong khi lòng anh vẫn còn tha thiết yêu em? Suốt cuộc đời không gian dối
chồng chung chăn sẽ gối. Ai dạ dỗ con thờ trong lứa tuổi ngây thơ. Nên đi con, tôi đành buông tay cho số phận an bài. Buông tay, buông tay, buông chết mẹ rồi. Còn tôi, cô là con người lạnh nhạt. Tại sao con của mình như vậy mà cô không nghĩ đến nó? Trời ơi, cái tai, con ơi là con ơi. Ơi em xin mình hãy xót. Chăm chế cho em bởi vì em mù quáng nên lối đạo tào kháng. Với tội tài trời đã phá hại gia can, dù có chết đi em cũng vui lòng. Chán tiếc chi một cuộc đời tội lỗi, dù hôm nay đây em chết đi cho trọn nghĩa chung tình. Ông, cô ác lắm, cô ác lắm, cô biết không? Cô ác lắm, cô biết không? Trời ơi, con của tôi. Ăn tiền ở đó đó. Ờ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà quán tôi xảy ra chuyện gì vậy chứ? Anh ơi, anh đừng hát tôi lại anh. Tôi đã hát dở anh còn ghê hơn tôi á. Trời ơi, ông chủ bà chủ ơi, ông chủ bà chủ ơi, hãy mau ra đây coi có chuyện gì. Chuyện gì? Trời, chuyện gì? Hồi nãy con ra thấy, thấy ông này nè, cầm cái tay này vuốt mái. Hả? Bà chủ đích à? Ai làm ra cái chuyện này? Ảnh á. Cô này. Ảnh á, ảnh làm rớt đứa bé đó. Cô này. Anh này, cô này, cô đã hành hạ con tôi. Cô đã hành hạ con tôi. Con tôi cưng như cưng trứng, nứng như hứng hoa. Vậy mà cô nỡ lòng nào cô bẻ tay con tôi. Khi cô vô trong quán này, cô không có gì ăn. Cô nói cô lấy cái này cô chiên nước mắm. Trời ơi, em không nói. Con ơi, em không nói. Chuyện gì? Anh ơi, hãy bình tĩnh cho em nói nè. Ai? Anh ơi. Ai đứng bên bóng dừa? Cái gì vậy? Hỏi ai đây? Ảnh làm rước đó bé. Gãy cái tay, anh nói thừa em. Hai người là ai tự nhiên vô quán của tôi vậy hả? Em đi vô em ăn hủ tiếu. Nhưng mà đây. Em gặp anh này. Đây là ai? Còn đây là ai? Ai đây? Là Nhung. Nhung vợ của tôi. Anh là ai? Còn ông. Còn tôi. Tôi chính là tướng cướp Bạch Hải Đường. Ăn cướp à? Trời ơi má ơi má, có cướp hả? Sao tự nhiên có cướp cái mà đẩy tao ra vậy? Tại vì ở nhà này má. Bởi nguyên cái chỗ này có mình bà có cái bóp hả? Không chịu nhìn ra. Không sao, có ông chủ tôi, ông chủ tôi là Bạch Mã ông. Nhưng mà cô là mẹ của nó mà sao mà tay chân nó thấy ghê vậy? Đó, cô nghĩ cô tức hay sao? Trời thấy không? Thấy không? Ảnh làm rớt, ảnh quăng cái nhỏ vậy đó. Tôi tức. Mỗi lần tôi tức tôi hay quăng đồ. Anh quăng cái nhỏ rồi anh đối thừa em, xanh ác quá. Thật ra đứa con này là của ai? Con này là kết quả của mối tình giữa tôi và
con cẩm hường này đây. À, à. Trời ơi, mà sao con cái gì mà để nó kỳ vậy? Cô làm mẹ một con vậy là không được rồi. Cái kiểu này chắc thuộc thành thuộc về ác mẫu á. Đúng rồi, không có ác mẫu. Đúng rồi, bây giờ phải chụp hình để đăng nhật trình đi. Đúng rồi, cái gì chụp hình tình vậy? Trời, sao tự nhiên đi vô trong quán của tôi rồi hả? Vợ chồng con cái kéo nhau đây rồi bẻ lỗi tay lỗi chân người ta rồi bây giờ vậy làm sao? Bây giờ tôi bắt cái quán của cô phải đền lại cho tôi cái đôi tay này. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nếu quán này mà lót thảm thì con tôi đâu gãi tay như vậy. Tại sao lại lót gạch? Trả lời tôi đi. Cả ba người hãy trả lời tôi đi. Cô cứ ngồi đó đi. Chuyện của cô và tôi tính sao? Bây giờ ai là chủ của ngôi quán này? Tôi sẽ đi báo cò bót để bắt ông. Cái gì vậy? Về cái tội tiếc của không lót thảm. Trời ơi, tôi nghe đồn ông lâu lắm rồi. Ông là trùm số 1. Không ai ăn của ông được một đồng nào. Trời ơi, đúng rồi. Cái nhà hàng này tôi đã lót gạch từ lâu rồi, chưa có ai té hết. Có ông vô tại vì ông thiếu ăn, ông mới đi gấp té thôi. Tôi không té. Con của tôi rớt xuống gãy tay chứ tôi không té. Đúng ông nói là ai là bằng chứng là thấy là con rớt xuống. Người này. Cái gì? Em là bằng chứng. Cái này búp bé gì? Cái này búp bê mà. Bé mà. Búp bê mà ông chủ. Búp bê không phải mua bằng tiền vậy. Anh Minh ơi, anh Minh ơi, anh Minh đâu rồi, anh Minh đâu rồi, chồng tôi đâu rồi, chồng tôi đâu rồi, anh Minh. Minh đang ra. Tự nhiên anh vô mà gặp chồng tôi vậy. Trời ơi, cái con nào đây mà hồng lè gì nè. Nguyệt, anh Minh ơi, em là Nguyệt, Tô Ánh Nguyệt. Nào. Thiệt. Minh, cái này đang tức cướp bà thái đường mà nội. Anh ơi, anh lộn rồi. Anh ơi, em là con Nguyệt. Con Nguyệt đang đi thu tiền góp đó. Mấy người lại. Tôi là chồng của cô này. Không. Cậu này là chồng của cô. Không phải. Ảnh không phải là chồng của em. Ảnh nói láo á, em mới gặp ảnh trong quán này hồi nãy thôi đó. Giờ nói làm chồng em. Chồng em là siêu mẫu. Siêu mẫu à? Siêu mẫu nào? Bình Minh. Bình Minh à? Bình Minh luôn hả? Cô. Nguyệt. Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt. Giết đầu quan cứ cướp mà thấy được. Bây giờ Tô Ánh Nguyệt là sao? Không có, anh là anh Minh chứ phải anh Đường. Anh Minh. Trời ơi, anh Minh là chồng của tôi mà khổ ghê vậy đó. Anh Minh ơi, đi về, anh Minh ơi, đi về tìm con anh Minh ơi. Đi lẹ về. Đi lẹ về. Đi vậy? Đi ra đi. Thấy không? Ôi, sao mày giữ người ta lại? Trời ba. Giờ Bình Minh đi về với lại Tô Cháu Quyết rồi. Bây giờ đứa bé này có biết sao? Em không biết. Cô đứa bé này là con của anh hồi nãy á. Không phải là con của cô đúng không? Không phải con của tôi. Ông chủ à. Thấy không, Nguyệt đến cho lôi Minh đi về đó. Đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Cô nói đứa con này phải là con của cô. Không phải con của tôi. Tôi đến đây tôi ăn hủ tiếu mà tôi gọi hoài không thấy bà chủ ông chủ nào quán này hết. Tôi nói cái quán gì quá đẹp mà sẽ ế nhệ. Tôi vừa nói tôi nghe khóc la đó là tự đổi thừa dục con xuống đất. Gãy tay gãy chân đổi thừa tôi đó. Trời ơi. Ủa? Trời ơi, chị cũng là phụ nữ vậy. Tại sao chị thấy người ta giục con bẻ tay bẻ chân? Tại sao người ta chị không giải cứu cho em bé? Chị không thấy xót lòng hay thương cho đứa con nít hay sao? Tôi định cứu rồi, mà vừa không xuống cho ông đổi thừa tôi bẻ tay đó. Trời ơi, đứa bé này, cuối cùng mẹ của con là ai? Thôi bây giờ như thế này, chị là phụ nữ thì thôi, nếu như chị không nhận đây là con của chị đúng không? Ừ. Thì chị coi như đây là con của chị đi. Đúng. Bởi vì trước sau gì chị cũng phải lấy chồng, cũng phải đẻ con vậy. Sao vậy? Mà tôi chưa lấy chồng, sao tôi có đứa con nhan xương vậy? Ai lấy thì tôi? Bây giờ chị phải có một cái giả thuyết rằng sau này chị lấy chồng, chị có con. Rồi nếu như con của chị mà nó bị như vậy thì chị cư xử như thế nào? À, đúng rồi. Thì đương nhiên là tôi phải cứu rồi, nhưng nè, mà... Nè, đó, bây giờ cứu sao nè, cứu sao? Cô nói là không có thấy, bây giờ cô phải chứng minh. Đó, bây giờ cứu sao? Nhưng mà bây giờ nè, mấy anh chị á, giàu có, chủ quán, có tiệm, có tùng á, em thấy hình như những đứa nhỏ này nó thích hợp hơn em. Không. Nè, bây giờ đi vô trong quán của tôi là phải làm theo tất cả những gì mà chúng tôi yêu cầu. Đúng rồi. Nha. Tôi đã hỏi chị là nếu như con của chị mà nó bị dây. Đừng. Đó. Trời rồi chị phải cư xử như thế nào? Nhưng mà cái này không phải là con của tôi. Bây giờ chị phải, ví dụ như đây là con của
chị. Nhưng mà bây giờ tôi vô quán này ăn hủ tiếu chứ phải vô quán này nhận con. Trước khi được ăn hủ tiếu thì phải nhận con đi rồi ăn hủ tiếu. Đây nè, cô đừng có cãi gì chân á. Đây là hộ quán này kỳ cục quá vậy. Đây. Cái quán của tôi vô, ai cái gì, ăn cái gì cũng được. Nhưng mà có cái yêu cầu là tụi tôi yêu cầu gì là cô phải làm cái đó. Thì cũng được, nhưng mà tôi cũng phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Bây giờ tôi chấp nhận đứa bé này nhưng mà phải nguyên vẹn cho tôi chứ không phải gãy tay gãy chân. Ngon lành rồi, ngon lành rồi. Rồi nó có thể nhảy hip hop luôn nè. Quán nhiều kỳ cục quá. Hay quá rồi. Vô đây ăn á, không bán cho người ta ăn, bắt người ta phải làm theo yêu cầu của mình. Nè rồi giờ nhận con đi, đó ẵm con, rồi ru con, ru. Tôi có một cái yêu cầu. Yêu cầu sao? Cô hát ru con cô ngủ bằng một chữ thôi. Ví dụ như là chữ L đi. Chữ L đó. Trời sao đưa ra gì khó nhờ. Hát mà chữ L, hát có một chữ hả? Hát chữ gì cũng được hết. Nguyễn Hành bài hát du được rồi. Trời ơi, hát cái gì mà bài hát du kỳ cục vậy? Đâu, mình vô đây mình phải. Nhưng mà bây giờ hồi nãy trước khi em đến quán này, cái anh kia, anh Đại Nghĩa đưa cho em một cái bí kíp gì đó. Em muốn thử cái bí kíp là cái gì được không? Rồi, cô lấy ra. Có bí kíp luôn hả? Có bí kíp gì cô lấy ra xài đi. Giờ em hát nha. Nhưng mà hát xong là phải cho em ăn hủ tiếu đó. Được rồi, cô muốn ăn cái gì cũng được, bà ngồi đi bà. Thấy nãy giờ cô tiếu tiếu quá, thế nào cũng cho ăn hủ tiếu à. Tao thấy mày tiếu hơn rồi bà. Lè lưỡi lắc léo lạ lơi, lòng luôn lương lèo, lỡ lời lắng lơ, luôn luôn lật lọng lấp lờ, lý là lý lắc lỡ làng lò lý. Hay quá bà. Hay vậy. Hết bây giờ bà. Sao bây giờ vậy, bây giờ vậy. Cái chuyện mà hát á thì nó rất là đơn giản rồi. À, đúng không? Rồi mà bây giờ tôi muốn là cô hát tới đâu thì cô phải diễn tới đó. Đó, ví dụ như yêu nhau đã yêu nhau, cao bổ làm đôi là bổ rạc bổ rạc, làm sao để hành động để cho người ta thấy rằng là cái cao nó bổ ra rồi lá trầu vậy đó. Dạ. Rồi đây đưa con đây tôi bế. Dạ đúng rồi, chị bế đi chứ chị bắt em bế con rồi, chị bắt em diễn nữa, không biết em giục đứa bé này ở đâu rồi, chúng nó gãy tay gãy chân rồi đổi thừa tôi nữa. Nhưng mà giờ hát bài khác đi, không hát bài đó nữa. Hay mà. Trời ơi. Mấy người này đã ăn hiếp em nè. Đâu ăn hiếp gì đâu. Cái gì nó vậy? Tôi chỉ yêu cầu thôi chứ không ăn hiếp. Yêu cầu chuyện gì? Yêu cầu là yêu cầu. Vừa hát vừa múa minh họa đúng theo cái lời bài hát. Nghe nha. Vừa hát vừa diễn chứ gì? Đúng rồi. Đó là nghề của vợ tôi. Nhưng khi vô quán này, tôi muốn vợ tôi hát và mọi người cùng diễn theo vợ tôi được không? Cái này. Đúng rồi. Em thường thường em hát là phải có người minh họa em mới hát được. Bệnh gì cử. Mà thích phải không? Mình quán tiếu lắm. Ông chủ. Vậy ông chủ bắt đầu nghe nha. Dạ. Con nằm mọi người nhích ra bên kia một chút xíu đi. Mình dàn đội hình ra đi. Em hát bài gì? Thôi được rồi. Muốn hát bài gì em hát. Nha. Hát rồi xích ra ngoài, ra ngoài. Ra nữa. Ồ nhiều quá. Rồi, mình đứng bên này. Mình đứng bên này. Em hát bài em quên tựa rồi, nhưng mà em nhớ bài hát mà em quên tựa rồi. Rồi, bắt đầu hát nè. Chuẩn bị diễn theo nha. Vui lắm, bài dễ thương lắm. Dễ lắm. 2, 3. Người ơi, mau về đây. Dễ. Về đây tí rồi, xong rồi đi. Rồi. Về đây chút xíu. Ơi người ơi. Chút xíu. Ghé xong đi liền. Đi. Rồi mau về đây. Trời ơi. Về đây ghé lại xong rồi đi. Về đây ghé lại. Ta xong xong rồi đi. Người ơi, mau về đây. Về đây ghé lại xong rồi đi. Về đây chút xíu. Ơi người ơi, ghé xong đi liền. Người ơi, mau về đây. Về đây ghé lại, xong rồi đi. Về đây, nữa chưa? Về đây ghé lại, xong rồi đi. Đi luôn. Giờ
rồi sao? Còn muốn vợ tôi hát nữa không? Bỏ lại em lại, em lại. Hát lại một lần nữa nha. Hai. Phải nói là tên đây, cái cô gái này, cái cô gái xinh đẹp này đã có một cái chiêu mà thử thách ngược lại với gia đình của ông bà chủ để tự giải thoát khỏi mình. Như vậy là một cái điều rất là thông minh ở cô ấy, cũng như là sự hỗ trợ đắc lực của anh tướng cướp bạc thái được. Ủa nãy nó không phải chồng mà sao tôi nãy chồng rồi? Tôi thích nói vậy, bây giờ tôi thích nói khác được không? Trời ơi, công nhận nha, người đẹp muốn nói gì thì nói à. Đẹp có quyền. Đẹp có quyền mà. Dạ đúng rồi, đẹp có quyền. Nhưng mà nè, tôi nói trước nha, bà đừng có vô bà giành giật, mà nói nè, chồng bà Minh nha, Minh đây là tướng cấp bà Thanh Đường. Dạ. Bà là Tô Ánh Nguyệt, chồng bà ngồi dưới chân kìa. Hồi nãy vô Tô Ánh Nguyệt là lộn, đây là má anh. Hả? Đây là má anh. Thôi má. Trời ơi, con dâu của mẹ đó. Trời ơi, nhỏ này lẻo lửng dễ sợ luôn á. Mới nhận chồng lộn chồng con vậy má. Nó ăn ngược, nó nói xui thì kia cái gì cũng được hết trơn. Trời mà má à, con nói cho má nghe, hồi nãy con Bồng á là con Bồng con búp bế thôi. Chứ không có cái người phụ nữ nào mà thấy con mình mà không thương hết á. Đúng rồi. Vì hai đứa con kết hợp nhau để diễn, để hại cái gia đình ông chủ này thôi. Đúng rồi, bị gì má cũng hai coi cái lương á, má lộn tuồng bích nhân cung kỳ án, má tưởng má là Lý Thần Phi không á. Chứ còn phụ nữ nào mà không yêu thương con, người nào mà không có lòng nhân đạo, đúng không bà chủ? Đúng rồi. Dạ thôi, cảm ơn bà chủ đã tiếp đãi vợ chồng em nồng hậu. Dạ, vậy dạ, dạ, con của tôi về nha. Dạ, con tôi về. Dạ, tại ông Chí Tài. Đi đi, đừng có quay lại nha, quay lại mệt lắm nha. Ủa mình nổi tiếng là hành người ta, sau này người ta hành lại vậy ông chủ? Ôi, chuyện nhỏ. Ba cái thò đó. Đối với tao bình thường. Thôi, vô bóp vào của tôi đi bà. Hết giờ Phụng Vũ. Vô. Vô chỗ ơi. Tiên cũng đã từng diễn với anh Linh, anh Tài rồi. Anh Tài em có nhiều cái lạ lắm. Có thể anh Tài em đánh đến hành hạ trên sân khấu. Nói chung cố gắng đua theo mấy ảnh thôi chứ là sao. Xin chào anh bạn trẻ. Dạ chào anh. Ơi, một anh bạn trẻ cao lớn, lực lưỡng, đẹp trai. Dạ. Anh biết mình đi đâu đây không? Dạ em đang muốn tìm tới một cái quán cái gì mà lạ lùng một tí. Muốn lạ là có lạ, nói chung là trong đây rất là lạ. Dạ em nghe đồn nhiều rồi. Bây giờ là buổi trưa, trời hơi nóng nực một chút xíu, thành ra là gia đình của ông bà chủ quán này đôi khi cũng hơi khó khăn nha. Dạ. Đó, vì vậy là bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý thật là tốt, thật là vững vàng. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ tặng cho bạn một cái túi thần kỳ. Có ha. Có một cái túi thần kỳ, trong đó nó sẽ có rất nhiều những thứ để bạn có thể ứng dụng trong cái quán này để đối phó với những thành viên của gia đình ông bà chủ quán nha. Chờ tôi 30 giây. Nghe thôi vô cái quán thôi, hơi áp lực rồi đó. Có gì đâu mà áp lực. Này, cứ coi như đây là một cái túi thần kỳ của Doraemon đi. Nè, đeo vô. Em có được biết cái gì trong này không? Trời ơi, thì biết là cái túi bên trong đó mình có nhiều đồ chơi, nói chung là như vậy ha. Dạ. Vô thì thấy cái gì mà khó khăn quá, bức xúc quá, cứ lấy đồ chơi ra mà chơi lại với gia đình này ha. Còn khi nào mà bạn cảm thấy rằng mình không thể nào chịu đựng được những cái thử thách này á, thì bạn cứ kêu to lên, trời ơi giúp tôi với, có ai không giúp tôi với, thì sẽ có một nhân vật bí ẩn xuất hiện để cứu bạn. Rồi, chúng ta cùng mở cửa hội quán Tiếu Lâm nào.
tập thể những nhân viên của quán ăn Hội quán Tứ Lâm xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại cùng đến với quán ăn của chúng tôi. Ở quán ăn này chúng tôi phục vụ một ngày 3 buổi, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Và mỗi một buổi như thế chúng tôi chỉ phục vụ đúng một thực khách mà thôi. Còn bây giờ thì có lẽ sẽ giới thiệu cho quý vị biết về những thành viên của quán ăn chúng tôi. Đầu tiên là ông chủ quán Chí Tài. Ông chủ quán này tuy có tuổi một chút nhưng mà rất là rực rỡ, rất là sặc sỡ, màu sắc, một cái gương mặt mụm mỉm rất là đáng yêu. Có một cái biệt tài đặc biệt là khi anh ấy chỉ cần lắc một cái thôi là cái má bên đây có thể đập qua cái má bên đây. Và đây, bà chủ quán của chúng tôi, bà chủ quán xinh đẹp Ngọc Lan. Nói nghe, thấy như vậy thôi à, xinh xắn không, đẹp đẽ thấy không, duyên dáng quyến rũ ghê chưa. Nhưng mà ta hay gọi là bị điên đó. Và cái độ điên của bà chủ quán tôi như thế nào thì các vị thực khách khi đến đây sẽ cảm nhận thật rõ điều đó. Nào mời bà chủ quán qua đây đứng kế ông chủ. Đây, đây cô con gái xinh đẹp của ông bà chủ Dương Cẩm Linh. Cô gái này xinh xắn như thế này, ra ngoài không biết bao nhiêu là chàng trai theo đuổi, nhưng mà không hiểu tại làm sao cứ bất cứ một cái gì khách nam nào bước chân vào quán, đặc biệt là những anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, thì quấy đều tự nhận là bạn trai của cổ. Sự thật không biết bao nhiêu phần trăm là chính xác, nhưng mà là cứ tự nhận trước vậy đó. Đây, gia đình đoàn tụ nè. Và đây, anh phục vụ quán Hứa Minh Đạt. Một anh chàng lém lĩnh, thông minh và vô cùng duyên dáng. Nào, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để cho bốn thành viên chủ chốt của Hội quán Tiểu Lâm. Và ở phía sau là tất cả những nhân viên còn lại của quán. Họ có nhiệm vụ đi chợ, nấu cơm và làm những món ăn thật là hấp dẫn dành tặng cho các vị thực khách của chúng ta. Và mỗi một lần như thế, một vị thực khách đến quán thì để ăn được những cái món ăn hấp dẫn và ngon như thế này thì phải trải qua những thử thách của gia đình ông bà chủ. Thử thách đó rất là hóc búa, thử thách đó thật là cam go. Mà nếu những vị thực khách vượt qua được thì những vị thực khách mới có thể đến với những món ăn thật là ngon. Nhưng mà có một cái điều quan trọng nữa là các vị thực khách của chúng ta mỗi khi mà bị gia đình này mà bức bách quá, dồn tới thế bí thì sẽ có ngay một nhân vật chúng tôi tạm gọi là vị thực khách bí ẩn sẽ bất thình lình xuất hiện và đưa ra những tình huống để có thể giải cứu cho vị thực khách của chúng ta. Còn ở đây chúng tôi có 20 vị khán giả đang theo dõi trực tiếp tại trường quay. Ở đó có những cái nút bấm, nếu như mà 15 vị khán giả trở lên bấm nút bấm hiện lên ánh sáng màu đỏ, có nghĩa là những vị khán giả này đang cảm thấy là những vị thực khách của chúng tôi tội nghiệp quá, muốn nhờ thực khách bí ẩn đến giải cứu. Và hãy nhớ rằng khi 15 vị khán giả bấm nút trở lên thì vị thực khách bí ẩn mới xuất hiện nha. Chúng ta cùng xem ngày hôm nay các thành viên trong gia đình cũng như là những vị thực khách khi đến quán sẽ ứng xử để giải quyết những tình huống khó khăn như thế nào. Còn bây giờ, thời gian đến rồi, buổi sáng sẽ có một vị thực khách đến với quán của chúng ta. Vậy thì ngay bây giờ, tất cả mọi thành viên của quán hãy chuẩn bị để chào đón vị thực khách buổi sáng nha. Tụi tôi ăn sáng là một bữa ăn rất quan trọng và Khánh cũng cảm thấy rất là đói. Nhưng mà sao trong cái đói của Khánh ngày hôm nay thì rất là run, là tại vì mình không có biết trước được là mình sẽ làm gì, giờ mình sẽ gặp ai. Tại vì có nghe giang hồ đồn đại là những cái gương mặt ở trên đây rất là không bình thường, thì không biết là mình có đủ không bình thường để có thể hòa nhập được với các anh chị ở đây không. Và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ Khánh. Châu ơi! Châu ơi Châu! Trâu ơi Trâu! Trâu! Trâu ơi! Trâu dạ, ơi! Dạ. Trâu ơi! Ta bảo Trâu này! Trâu đi đâu vậy hả Trâu? Trâu đi cày. Trâu đi cày hả Trâu? Nhưng mà nhìn Trâu hôm nay có vẻ xanh xao yếu đuối lắm nghe Trâu! Dạ! Bệnh đúng chưa? Bị cảm một chút nhẹ thôi, tại vì bị sốc nhiệt, cái thời không, tiết không, thay đổi. Không, 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 không. Cái mặt này không hề nhẹ đâu. Cái mặt là nan y đây nè! Nan y đó Trâu ơi Trâu! Nói nghe nè! Bây giờ sẽ đưa Trâu đến cái nơi này cho Trâu tha hồ vui vẻ. Dạ. Trâu muốn ăn cái gì thì ăn, nghe không? Dạ. Ăn để bồi bổ sức khỏe, nghe không? Ủa mà Trâu là sao? Trâu là sao? Thì đó, bình thường tôi nghe người ta hay gọi bạn là gì? Trâu đó. Như Khánh Trâu Trâu. Đó. Trâu đó. Là anh con Trâu, lương Trâu, anh tưởng là kia là con Trâu, em nhân cách quá, em đi cài luôn đó. Ủa chứ sao thì ra cái tên bạn là cái gì? Duy Khánh Zhou Zhou, không mà bỏ cho Zhou Zhou đi, Duy Khánh thôi. Duy Khánh Zhou Zhou hả? Dạ, chứ Châu Châu nghe nó con vật á, nhân cách quá. Nghe, không có hiểu. Bởi vì bình thường á, nghe mấy cái bạn mà tin tin hay gọi bạn á là dạ. Châu Châu. Nghe thấy điệu điệu, thành ra mình cứ tưởng kêu là con Châu. À, là nó dèo đi cài quá trời. Đây, bây giờ thì tất cả các bạn
hãy tiễn bạn Duy Khánh vào hội quán của chúng ta để bạn ấy có thể thỏa mãn ăn uống tất cả những cái gì mà bạn ấy thích. Dành cho bạn ấy một tràng pháo tay khích lệ đi nào. Chào mừng anh đến hội quán Siêu Lầm. Dạ dạ. Chào anh Phúc Vũ. Dạ mời quý khách. Hân anh được phục vụ quý khách. Dạ. Dạ dạ. Đây là giai đoạn đầu tiên tới hội quán phải phục vụ vệ sinh. Dạ, sau đó lau nhẹ. Không sao. Dạ được dạ. Mà đẹp đẹp hơn rồi đó. Dạ nó tinh tế quá. Dạ cái phục vụ nó tinh tế quá. Phục vụ như vậy. Dạ thuận lòng khách đến vui lòng khách đi. Dạ dạ thưa ông chủ. Giai đoạn vệ sinh đã xong. Sở dĩ mà chúng tôi phục vụ ân cần. Dạ dạ chu đáo. Dạ cho tất cả bệnh nhân ở tới đây. Dạ thì chúng tôi là người ở căng tin bệnh viện. Phục vụ cho họ bởi vì họ là ai nói. Dạ bởi vì họ là người nhện. Họ là người nhện. Tầm mấy tầm ba. Họ là ai? Họ là người nhộng. Họ là người nhộng. Chứ họ là ai? Họ là người bệnh. Người bệnh. Nói lại. Họ là ai? Họ là người tiễn. Họ là người tiễn. Khó tài rồi. Cái gì vậy? Khổ quá. Đây. Dạ. Hôm nay muốn ăn gì? Dạ Siêu Vũ với ông Vũ. Dạ. Vô. Xin cứ nói ra đi. Hey. Hội quán Tiểu Lâm xin mời. Hey. Xin hey. Chào mừng anh đến đây. Hey. Hey. Dạy lại, dạy lại. Quá sung ông chủ. Quá sung chú. Trở lại, trở lại, trở lại. Vị khách này vui quá. Vui tính nè. Đây. Dạ, mời anh. Dạ. Thoải mái, anh cứ thoải mái. Dạ, anh thoải mái lắm. Thoải mái thì châu châu à. Dạ. Thoải mái, thoải mái đi. Không dạ. Gì hết. Rồi giờ mình làm cái gì nữa? Bây giờ, dạ. Thực tên. À, ở đây chúng tôi phục vụ buổi sáng. Dạ. Còn có những món như là lẩu bò, lẩu dê, lẩu mực, dạ. Lẩu đầu dôi, cánh kiến chiên bơ. Trời ơi, trời. Anh muốn ăn món nào? Ăn món gì? Dạ, xương sáo, xương xăm, xương sao, học lụ, nước dừa, dầu chuối. Mấy cái món nó ăn cái mùa hè này nó mát cái người. Giờ cho ăn gì không chú? Được, nếu anh thích, tôi sẽ chiều. Dạ. Đem tô hủ tiếu qua đây. Dạ. Vậy thôi, cho em thêm miếng sa tế nha, tại vì nó cay cay, ăn nó đã. Được, được hết, đã phục vụ xong hết rồi. Đây là hủ tiếu chay. Châu Châu à. À dạ. Ăn đi, ngon lắm. Nhưng mà có quy định ăn vậy là thực khách tới đây ăn là ăn cái tô hủ tiếu này trong vòng 30 giây thôi. Nếu mà ăn không hết tô hủ tiếu này trong 30 giây thì sẽ có chế độ săn sóc đặc biệt. Hiểu chứ hả bạn hả? À là bây giờ mình bắt đầu mình đếm giờ chứ. Bắt đầu, thời gian bắt đầu ăn. 30, 29, 27, 25, 27, 28, 29, 30, 3, 2, 1, hết giờ. Hết giờ, vô chế độ đặc biệt. Ông chủ. Ê cái gì vậy? Từ từ, nuốt từ từ. Ngon không? Ngon, 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 ngon. Một hôm nữa. Chắc thôi. Hay quá, hay quá. Ủa cái ngon. Nó nhuyễn ra nhuyễn ngon. Cho cái gì? Có cái gì vậy? Có gì không nghe hết. Ủa cái ngon là thủ ngon. Thủ ngon. Nói hai mình là hai thằng, hai thằng trai, đẹp trai. Ủa nước ngon. Nhai đi, nhai đi. Hài lòng về cái món này không? Ngon. Đó. Ngon. Bây giờ mình ăn sáng xong rồi, mình phải ăn tráng miệng chứ, đúng không? Có món tráng miệng luôn hả ông chủ? Cái gì vậy? Này ngon nước. Quá, đáng sắc mà mình ăn nó cũng ngon. Cảm á. Ủa, biết nước không? Ừ. Ờ. Ừ. Được, 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 không sao. Nước nãy ông chủ rửa chân đó mà. Cái gì vậy? Giỡn chơi, giỡn mình chơi. Giỡn cái vậy người ta sợ. Giỡn chơi, giỡn chơi. Đi. Món mình ướt xin bắt đầu. Đó, cái bánh nè, xong bị ướt. Rồi ăn bánh ướt. Cái này kêu là bánh ướt. Và nước chai không ở nhà. Ăn đi, bánh này tốt lắm. Cảm yeah. giác sao? Cảm giác sao? Ngon lắm đúng không? Cách này vui nè, cách này vui tính nè. Thôi đi vậy đủ rồi ha. Là bây giờ tập thể dục cho nó mau tiêu ông chủ. Đúng rồi. Phụ con, lẹ lên. Bắt đầu. Mang ngạc. Cái gì vậy? Cái gì vậy con chú? Con làm cái gì vậy? Ba, ba, ba. Cái gì? Bà ba gì? Bà ba tao cho nghỉ việc rồi. Bà ba nào? Bà ba đâu có đây đâu. Bà ba, đây là bạn trai của con nè. Anh yêu. Con là bạn trai của cô. Cái gì? Bà ba. Bà ba.
ra cậu là cái người mà con Linh hay thường nhắc với tôi đó hả? Mà không biết có nhắc nhiều không nữa, bác kể con nghe. Không sao? Nè em nói nè. Trời ơi, tại sao anh nằm bệnh viện mà không nói cho em thăm? Hồi xưa hả, em nằm bệnh viện hả, anh yêu em dễ sợ luôn. Em kêu cái gì anh cũng làm hết á. Bây giờ anh nằm viện rồi cái anh kêu cái gì em cũng làm nữa hay sao? Không có, anh rất là yêu em. Cái gì anh cũng làm cho em rồi đó. Anh hát nhạc Doraemon cho anh nghe, anh nhớ không? Giờ em lại nhạc Doraemon cho anh nghe. Anh là Deki. Bạn trai của con. Khen gì? Tôi nghe con Linh nó khen cậu nhiều lắm. Dạ. Đẹp trai, thông minh. Dạ. Ngoài ra cậu còn biết nhảy hip hop gì đó đúng không? Đúng rồi, khen nhiều lắm. Đúng rồi, nó khen. Anh phải nhảy. Được. Anh nhảy đi. Đừng để vô chế độ săn sóc đặc biệt nữa. Rồi nhạc đi nè, biểu diễn đi nè. Có nhạc không? Vô nhạc. Có nhạc không? Rồi vô. Rồi thôi. Chứ có đâu để cho người ta buồn, người ta đập đầu, người ta tự tử vậy trời. Nè, mới vừa đập đầu tự tử xong. Ờ đúng, chết cha. Dài dò quá vậy, đập đầu tự tử vậy. Chết rồi, cái mặt đỏ ké hà. Không được rồi, đưa lên giường nhanh lên. Đỏ ké, đưa lên giường. Kiểu này, chắc sắp đi rồi quá. Giận quá. Ông chánh ré già, nó xỉu rồi. Có chết nha, đập trên tàu. Con hối hay là người yêu của con à. Ê, bậy. Cái gì? Làm gì được. Không biết đâu. Dạ, để con mở mắt ra mới thấy ô hát nhân tạo được. Đi ngồi dậy. Đi ngồi dậy, anh ô hát nhân tạo cho nha. Dạ. Ui, mày không vô nhắc về hơi đâu. Để tao. Trời ơi. Trời ơi, lửa hả? Được mà. À, tỉnh rồi. Không. Ông hô hát hay là ông khạc nhổ? Tôi bị viêm xoang, phải làm cho thông cái cuốn họng tôi mới hô hấp được. À vậy hả? Con. Đố ba. Trời đúng vậy. Để bác. Đi ra. Tâm chết nữa rồi kìa. Trời ơi. Không tới rồi. Mấy vậy? Không là tới nữa à. Các người đang làm gì ở đây? Phục vụ bệnh nhân. Cứu người. Các người đang phục vụ bệnh nhân. Dạ. Các người ăn bận như vậy có phải là y bác sĩ không? Nói chung là gia đình này thầu cái căng tin ở cái bệnh viện này. Thấy người thầu căng tin chứ không phải là nơi chữa bệnh. Tại sao để cho bệnh nhân ngồi ăn như vậy? Đâu có ăn trên cái đây. Cái cung cách này ở đâu dạy? Trường y học có dạy không? Đâu có đi học đâu biết. Đứng qua bên này. Dạ. Yêu cầu anh nằm lại. Ông đó. Yêu cầu anh nằm lại xuống đây. Ông chủ vô đâu rồi? Xuống nhà. Yêu cầu cậu ngồi lại trên chiếc xe lăn kia. Rồi, chết. Hồi nãy người ta làm con như thế nào? Dạ. Làm lại cho ba coi. Bác sĩ. Tôi thông báo cho anh biết nó là con ruột của tôi đó. Hả? Tôi đang làm bệnh viện ở bên kia. Nó muốn qua đây để nó thăm bạn gái của nó. Không ngờ thì đức các anh tốt thiệt. Hồi nãy người ta cho con ăn gì? Thì hồi nãy con cũng xin giới thiệu luôn, đây là món bún chay. Người ta cho con ăn như thế nào? Con cho người ta ăn lại để ba coi cùng cách. Dạ. Để ba về ba còn phục vụ được. Phục vụ mà. Hồi nãy tôi thấy cậu đút cho con tôi vậy nè. Ăn đây. Vô đây. Chưa hết, còn bánh ướt nữa mà. Con à, cầm cái này cho ba. Ôi, ác lai thì ác báo rồi, chuyện bình thường. Nuốt hết, hồi nãy con tôi không ngã miếng nào. Hai cái rồi. Ôi, nó xạo dễ sợ luôn.
Phiên bản cũ làm bình thường, phiên bản thứ hai có quyền làm lố. Nhai hết nha, nuốt nha. Rồi xong. Tới ông, leo lên đi, ông không trốn được đâu. À còn cái vụ xịt nước nữa. Xịt nhiều lắm, xịt xịt mà muốn xịt đi con, xịt đi luôn. Thì cái này mắc kiến có trồng, này mắc kiến có trồng rồi. Vậy mà xịt nghiêng nghiêng. Chết chết chết, không được được. Lao liền, lao liền, lao liền. Mời ông anh. Dạ bỏ cái gối lên. Tôi không biết giới tính của ông anh như thế nào. Thế ông anh đè, ông hình hô hấp nhân tạo cho con tôi. Làm lại y chang như hồi nãy. Nghe nó đè con tôi sao y chang vậy tôi coi. Bởi vì học y khoa mỗi người học một trường khác nhau, mỗi người học một ngành khác nhau, nên cách chăm sóc bệnh nhân cũng khác nhau. Tôi thấy bệnh viện này lạ lạ cho nên tôi mời, mời cậu làm. Hồi nãy anh ước á. Cứu, cứu, cứu. Con bác sĩ tới, bác sĩ tới. Ủa ai bác sĩ cái gì vậy? Trời ơi các người làm loạn hết rồi. Tại sao dám trốn phòng bệnh hả? Tại sao đến đây uống thuốc chưa, uống thuốc chưa? Đây uống thuốc liền cho tôi. Uống thuốc liền cho tôi. Uống rồi, uống liền. Uống liền cho tôi. Trời ơi, trời ơi. Ông này tội nghiệp người ta, tội nghiệp người ta. Đây là bác sĩ mà. Ờ, có tôi ở chung phòng với anh này. Không có được quậy phá nữa. Tất cả mọi người uống thuốc và về phòng. Hết giờ không được. Đây, đến đây, đến đây, đến đây, đến đây. Gia đình chúng ta đến đây, mời, mời. Mời bác sĩ Dõm, bệnh nhân Dõm đến đây. Như vậy là chúng ta vừa chứng kiến một câu chuyện vui. Thì ra là canh chàng này là bệnh nhân tâm thần đã đến cái quán ăn này. Rồi sau đó ông này cũng giả là bác sĩ tới đây luôn. Khánh ơi, sau khi mà bạn bước vào cái hội quán Tứ Lâm, đặc biệt là trong cái quán ăn này, thì bây giờ bạn cảm thấy như thế nào? Dạ. No bụng chưa? Em sẽ không bao giờ ăn bánh nước và hủ tiếu nữa. Nhưng mà sau đó anh Hoài Linh nó đến đây giải cứu cho bạn. Anh Linh công nhận nha, anh đưa ra những cái chiêu cũng độc đáo ghê luôn vậy đó. Dạ. Rồi ta kêu là gì đó, gieo nhân nào gặt quả đó, phải không anh? Ừ. Một tràng pháo tay thật to cho các nghệ sĩ của chúng ta thưa các bạn. Xin cảm ơn vị thực khách đã đến với quán ăn Hội quán Tứ Lâm vào buổi sáng hôm nay. Mặc dù những cái món ăn mà bạn được phục vụ trong buổi sáng này có thể làm bạn đầy hơi không tiêu suốt cả tuần. Nhưng mà cảm ơn bạn đã đến cũng như là mang đến cho tất cả quý vị khán giả thật nhiều niềm vui. Một lần nữa xin cảm ơn Duy Khánh Châu Châu và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin mời. Đây, còn bây giờ gia đình chúng ta ha, mình đang ở căng tin của bệnh viện đúng không? Nhưng mà ở trong bệnh viện á, rất nhiều người ngại. Người ta sợ vô bệnh viện, người ta sợ ăn những món ăn của bệnh viện nữa. Thành ra thôi bây giờ mình hãy trang trí lại cái quán của mình để thành một cái quán ăn nào đó nó gần gũi hơn với mọi người. Ừ. Để chuẩn bị tiếp đón vị thực khách buổi trưa. Ê. Vô trong đó mang một chút hồi hộp, lo âu, hoang mang, sợ sệt, thích thú để bước chân vào hội quán Tứ Lâm. Mở cửa coi. Mở cửa coi. Quán mà đóng cửa vậy? Giống quán tù quá vậy? Mở cửa coi. Chị Cúc Hoa. Chị Cúc Hoa. Chị Cúc Hoa. Em kêu chị á. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao kêu tôi Cúc Hoa không? Cúc Hoa nó hiền lành quá mà. Cậu nghe giọng tôi không? Mở cửa coi. Tôi là Tào Thị. Không phải, chị là Cúc Hoa. Tôi là Tào Thị. Trời ơi, Tào Thị khác chị ơi, em biết chắc chắn chị là Cúc Hoa. Thôi mệt quá, mệt quá. Rồi rồi rồi, tôi họ Tào, tên là Cúc Hoa vậy đi. Vậy là hai trong một gom vô chung luôn đó hả chị? Tào Thị Cúc Hoa. Chị ơi, chị Cúc Hoa nó hiền lắm chị ơi. Không có phải mà giữ như chị đâu, vừa thấy chị chửi xả vô quán người ta vậy đó. Giờ muốn hiền phải không? Ừ. 30 giây. Mở cửa coi. Trời ơi, chị hay quá chị ơi. Hiền dữ gì chị làm cũng được hết á hả? Giờ vậy nè, chị có thể làm lúc hai cái luôn được không? Hai trạng thái đó luôn cho người ta sợ chơi. Được. Hiền nè. Mở cửa coi. Dữ nè. Mở cửa coi. Hiền nè. Mở cửa. Hiền hơn nữa.
Hiền mà đau khổ luôn. Mở cửa giùm em đi. Hiền nữa được không? Khóc lóc luôn á. Mở cửa giùm em đi, em lại mà mở. Giữ. Ba nói giùm tao ba. Tin được chị ơi, em tin chị đó. Bây giờ chị là vừa Tào Thị vừa là Cúc Hoa luôn đó Phong chị. Nhưng mà em vẫn thích chị là Cúc Hoa hơn nha. Ủa mà chị đến đây làm chi vậy? Chị nghe nói là cái quán này nè bán quán, cho nên chị tới chị mua quán. Ủa kì. Cái quán này người ta bán đồ ăn, sao chị vô chị mua quán người ta? Ai mà biết đâu, nghe đồn là quán này là bán đồ ăn, nhưng mà chuẩn bị bán quán, chị tới đây chị mua quán. Vậy thì em xin mời chị quay mặt lại đó. Rồi, bây giờ chị sẽ kêu người ta mở cửa với chị, mà chị kêu nhẹ nhàng thôi người ta mới mở. Nhẹ nhàng mà nó không mở là ta dùng vũ lực đó. Dạ. Mở cửa đi. Trời ơi, mở lẹ đi, bà phá quán bây giờ. Mở cửa. Mời chị. Dạ. Trời ơi, tướng tôi sang quá, ngồi quán tre sao trời. Không có ghế giữa hả cưng? Trời ơi, không phải khách. Thị. Ôi, thị tới đây. Ủa, nãy giờ đi tìm Thị nè. Định đi qua tìm Thị. Ê, em tìm Thị làm gì? Nè, em tìm Thị có chuyện gì không? Ủa, sao tự nhiên hôm nay tóc dựng lên rồi cái nói là xưng là em vậy? Bạn bè với nhau mà tự nhiên xưng em. Bây giờ tao nói mày nghe vậy nè. Là tại vì bữa nay là tao đi vay tiền góp. Ờ, tao đi đòi tiền góp, cho nên tao phải dựng tóc vậy đó, mà phải sang trọng vậy đó. Trời chứ tao nhớ ơi. Mày mà. Rồi, ngồi đây nha. Em, ngồi đây. Biết đầu là đầu câu chuyện, nên hả? Để ăn trầu, nói chuyện. Hầu đâu? À, cô chủ kêu con. Mang trầu ra cho cô đi con. Đi. Thị tới rồi con. Chị, em có coi chuyện, em biết chị luôn á, chị nổi tiếng lắm nè. Em coi chuyện biết chị á, chị là chị Tào Lao á. Chị là Tào Thị Cúc Hoa. À, Tào Lao Cúc Cu. À, Tào Thị Cúc Hoa. Biết phải chị lắm luôn. Phải không? Dạ, dạ, không chủ. Nhanh đi con. Con mà Tào Lao là cô đuổi con luôn đó. Thôi mày đừng chỉnh nó quá. Dạ. Chị mời chị Tào Lao Cúc Cu ăn trầu. Dạ, món này món quán hải. Cái quy lực đầu tiên không, quán này là quy vô lực quán này trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng rồi, đúng ăn xã giao thôi. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng dạ. Rồi. Ăn này. Là mình ăn xã giao. Trầu hả? Chị là gần mới vậy, cái này là chị đang vui hay đang buồn? Chị đang buồn. Ăn gì chị? Nhai hết luôn, nhai hết luôn. Ủa mày khùng hả? Tao ăn xã giao để tôi nhai hết. Ăn thử cho biết với người ta. Nè, ăn xã giao nè. Rồi thôi được rồi, thời gian trời ơi có luôn đây nè, cái này chui miệng nè. Tao sóc cho chị Tào Lao Cúc Cu tới nơi luôn. Tào Thị Cúc qua má. À. Đó, thấy chưa? Cũng sành ăn quá chứ ta. Trời ơi, Thị mà. Thị á, cũng nhớ không? Thị nói là cái hoa hậu ao làng gì đó. Ừ. Thị nói là hôm nay qua bên đây nè, để nói cho tôi biết là Thị đã chuẩn bị tới đâu để thi hoa hậu ao làng. Chị thi luôn hả? Chị dám thi luôn hả? Ôi trời, nghĩ sao vậy? Trời sao chị gan quá vậy? Cuộc đời của chị không có gì mà chị không dám hết á. Chị em nghe nói bây giờ mod bây giờ mà cười ra ban giám khảo thích liền. Mà bây giờ mod bây giờ là cái mod là bây giờ răng đen. Bởi vậy em chỉ em cái này khuyến mãi chị luôn nè. Cái gì ạ? Em làm chị răng đen để mà ban giám khảo nhìn chị là ban giám khảo phái liền. Đúng rồi, chị tại răng tôi trắng quá nên tôi không có đậu hoa hậu. Được, không có thi hoa được hậu. Mà chị phải chị làm răng đen. Mô đen, mô đen. Chị cứ nghe ngay em làm đó. Đang ăn trầu bây giờ nhả xuống làm răng đen. Dạ. Đó. Quá rồi, bây giờ nụ cười của chị là quyến rũ ban giám khảo rồi đó. Đâu cười cái mọi người coi coi. Đó. Vậy mới đậu được chứ. Nghe nói á là Thị nổi tiếng nhất làng này á, nón quay thao. Đúng không? Đúng rồi thao. Chị muốn quay thao. Chuẩn bị nón quay thao ra đây cho Thị múa. Em chỉ vậy luôn. Trời ơi, cái bộ môn múa mai này em hay lắm. Hồi xưa thì còn biết múa, bây giờ già xưa nó cứng rồi. Được, em sẽ chỉ chị. Múa đi Thị. Được hết mà, tới hội quán rồi được hết. Biết nè. Cái gì đâu mà múa. Thị ra đi múa. Con, mở nhạc. Quay thao đi. Năng khiếu nè. Trời ơi. Bữa nay Tào lao múa quay thao kìa.
hết rồi mà không phải là tài năng không thôi, còn phải có sự ứng xử nữa. Chị ra đây ngồi, em làm ban giám khảo cho. Trời ơi là trời, đâu lấy ghế này đi cô. Ghế cô, cô. Rồi cô ngồi kế bên. Giờ là con là ban giám khảo nè, đố chị Tàu Thị nè. Bây giờ người đàn ông mà yêu thương vợ con là trong bóp, lúc nào cũng có hình vợ con, đúng hay sai? Sai. Ai vậy? Ai trả lời sai? Sai hết rồi. Chết chồng tao. Cái gì vậy? Hả? Bà ba. Tại sao sai? Ông nói tại sao sai? Người đàn ông tốt làm gì trong người có cái bóp? Bao nhiêu tiền vậy? Bao nhiêu tiền làm gì? Vợ hết rồi còn cái bóp làm cái gì? Người đàn ông ra đường không chạy bóp luôn hả? Nói sao? Trời ơi, thấy ghê thiệt chứ. Ba của mình đó thị. Ông chủ. Trời sao vậy? Gắt đẹp mà. Mày giả làm chứ em. Trời ơi. Tại sao tới đây làm cái gì? Tới mù quán. Quán cái gì? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không có được tới đây. Sao vậy? Vợ anh biết là chết. Ủa ba ba tránh ra, cái gì bạn con mà ba ba đang làm cái gì vậy ba? Thị là bạn của con. Tụi em là bạn nhau mà anh. Hả? Ờ. Không. Thì là bạn của con. Ừ. Nhưng mà ba cũng quen Thị vậy. Không quen nào, con không biết. Ờ. Không gì lại kìa, lại chú biểu kìa Thị. Lại chú biểu gì kìa? Anh chị người lớn mà. Không biết gì đâu. Sự răng cỏ em sao vậy? Khốn nạn nó vẽ lên á chứ em đâu. Trời ơi. Nó dám làm gì à? Nó nói nó vừa nó biểu em qua vừa thử thách mà em làm láng hết rồi. Vậy à? Dạ. Được rồi. Sao anh? Nè. Hả? Thôi giờ về đi. Giờ anh thấy là chết. Dễ vậy? Không tự nhiên biểu em về, em mà về là tụi nghi ngờ đó. Thôi đi về đi. Không, em mới về. Ủa ông chủ? Thị. 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 Đi đâu vậy? Đi đâu vậy Thị? Trời ơi đi qua đi. Thật bành Thị hoa hậu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hết chối nghe chưa? Tôi có làm gì đâu. Tôi nghe người ta nói nhiều lắm rồi. Bữa nay tôi mới bắt tận tay. Tôi dai tận mặt. Trời ơi, ăn cho cố vô được cái mặt mỡ không. Tôi tủ tay biết không. Trời ơi, ông. Cái gì vậy thầy? Thầy là bạn của tôi không dính nữa nè, thấy không? Ông mới ăn heo quay phải không? Ôi dính hả? Bà chủ, là sao bà chủ? Mày ủa, thì lại gì? Mày im. Chị bành con mắt của chị ra. Bành con mắt của chị ra. Chị hả cái miệng của chị ra. Vừa bành vừa hả ra. Rồi chị coi tôi với chị ai đẹp hơn. Trời ơi, nhan sắc đó làm sao mà bằng cái nhan sắc này mà bây giờ ông đi ngoại tình. Ông nói cho tôi nghe coi tại sao chị... hai người gian díu với nhau từ hồi nào. Chị, em phải công nhận với chị đẹp hơn em. Đẹp là thứ nhất chị trẻ, thứ nhì chị đẹp hơn em. Nhưng mà điều em đọc chỗ ác lắm á. Đọc ác. Im mày. Trời ơi, bây giờ là cuối cùng là sao? Là anh, cuối cùng anh là... biết, anh biết là em đẹp, em trẻ hơn. Nhưng mà Thị đây á, hiền hơn em nhiều lắm. Em như con sư tử Hà Đông. Còn Thị đây là cô bé mùa đông. Trời, cái gì? Cô bé mùa đông tên gì? Tên gì? Em tên Hoa, Tàu Thị Cúc Hoa. Hoa. Tàu Thị Cúc Hoa, hồi nãy ông kêu bạn gì kêu bằng Thị hả? Thị. Đó, nội cái tên thôi là cũng thấy thua người ta rồi. Cái tên của bà chỉ là cái chữ lót của tôi thôi. Đúng không? Bà là Tàu Thị, tôi là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Trời ơi. Cái tên của bà là đã là chứ cái chữ lót của tôi mà vòng vàng đeo trên người cũng bằng tôi nữa. Dạ xin lỗi chị, em đeo hộp xoàn. Hộp đó bằng cái hộp này không? Quá hộp gì? Bà chủ hộp nhiều bằng hơn không? Trời ơi, bà chủ... bữa nay tôi nói thiệt nha, tôi mà không cạo đầu bôi vôi bà là tôi lấy cái gì đó. Thôi em bình tĩnh đi, em ơi, không còn gặp bà chủ. Má bạn dữ quá. Sao bạn dữ quá? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Các người làm gì mà ồn ào là thù xóm như vậy? Ta nghe lính trang nó báo rằng ở tại cái quán này xảy ra một trận ghen tuông. Dạ đâu có. Nguyên nhân đó do đâu? Xè cái quạt ra cho ta coi. Ở đây ai là quan? Dạ, thưa ngài là quan. Ta là quan, ta xài quạt giấy. Trong khi đó ngươi là dân mà xài quạt giải hả? Dạ. Tao không có một miếng vàng. Trong khi đó mày vàng đeo đỏ người. Buôn bán có phần gian lận chăng? Dạ không có. Tào lao, ủa Tào Thị bước qua đây. Chuyện gì nói ta nghe. Gia đình làm gì mà tập trung vào Thị? Một, hai, ba đứa đó ăn hiếp mình em.
ba người này dám ăn hiếp thị. Bình thường các người ăn gì? Cơm, ăn cháo. Ăn cơm, ăn cháo cho phải ăn gan trời đâu mà dám đối địch với con quỷ này. Trời ơi. Nó là quỷ đó chứ không phải người phàm đâu. Trời ơi, thì ra à. Quang ơi Quang, hèn gì dụ dỗ chồng con đó Quang. Nó dụ dỗ chồng ngươi. Dạ. Ngươi có muốn giữ lại chồng ngươi không? Dạ muốn Quang ơi. Tại sao không biết đổi gu ăn mỡ hoài, không thích ăn xương đi? Trời ơi, Quang làm em khó nghĩ quá Quang ơi. Cho em đổi gu quá Quang. Đổi gu qua đi, ăn xương cho nó có canxi. Mà thôi bỏ đi nha. Trời ơi, chồng của tôi đầu óc tay gói bao nhiêu năm trời rồi, nghĩ sao giờ kêu tôi đổi tôi ăn xương vậy? Mỡ cho tôi nó mập. Chưa bao giờ thấy chồng nào ngu như mày. Ăn rồi có cái tai không mà để cho nó gối. Mai mốt máu nó lưu thông không được, nó liệt rồi lúc đó mới hối hận ha. Nói cho các người biết. Dạ. Quán xá này ta niêm phong lại hết. Đi Quán. Sao vậy Quán? Rồi, ta quyết định rồi. Quyết định sao ạ? Ta sẽ trưng dụng miếng đất này. Làm gì? Mở quán khác. Ủa là sao? Ủa gì kỳ vậy? Ủa làm chủ? Quá. Tao làm chủ. Tại sao kỳ vậy? Quán mà muốn làm gì làm chứ. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi. Quang là Quang, Quang làm chủ, Quang muốn làm gì làm phải không Quang? Ừ. Dạ, giờ thôi bây giờ xin mời Quang đứng xuống đây để cho em phân tách được không ạ? À? Dạ, rồi thôi giờ giày đi ai ha. Đây? Ai vậy? Bạn của Tào Thị Cúc Hoa. Dạ, cái gì? Tào Thị Cúc Hoa. Bạn của em. Bữa nay đón nhiều người lạ lùng quá vậy. Tào Thị Cúc Hoa bữa nay tới đây là chủ yếu là muốn mua lại cái quán thôi, không có ngờ là gặp lại tình xưa nghĩa cũ, nối dây tơ duyên với công này. Thôi giờ xin đừng hiểu lầm nữa nghe. Tào Thị Cúc Hoa, giờ theo tôi đi qua chỗ khác tôi chỉ cho miếng đất đẹp hơn mà mua. Ủa vậy là ông làm cái gì vậy? Ông muốn cái gì? Quang làm cái gì vậy? Dạ rồi, đây. Ý là Quang muốn làm gì làm hả? Mời Quang, dạ mời Quang, mời Tào Thị Cúc qua. Thôi giờ hai người á nắm tay nhau đi tìm cái chỗ khác mà mua, để lại cái chỗ này cho người ta tiếp tục mà buôn bán. Dạ, Quang vừa không có gỡ rối được mà nó rối bùng binh hơn nữa. Dạ thưa Quang, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa mới thưởng thức một cái tiết mục mà trong đó Tào Thị Cúc qua đến đây mà có những cái sự hiểu lầm xảy ra, cuối cùng thì bây giờ Tào Thị Cúc qua phải trắng tay đi về. Dầu sao cũng nên dành cho cô ấy một tràng vỗ tay thiệt là nồng nhiệt được không ạ? Cảm ơn sự có mặt của Tào Thị Cúc qua, Phương Dung và ông Quang. Không giải quyết được chuyện gì hết, hoài lên. Không phải là không giải quyết được, ta chỉ trưng dụng như vậy á để cho Tào Thị đi chỗ khác, rồi sau đó ta cứu cái chủ quán này. Chứ không phải là không có cơ ấy, cái đó là ý của ta. Trời, cái thâm ý quan sâu quá, tìm hiểu không có được. Sâu lắm, Đào biết mới tìm ra. Thưa quý vị, đó chính là phần trình diễn của Phương Dung và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ, xin mời anh chị. Cái bà Tào Thị mới vô bà làm da can mình rối ren quá. Thấy ghê quá à. Không, nhưng mà bà mới ghê hơn đó. Bà vô bà dữ quá luôn đó. Khách đến quán mình giờ thôi không có được gì thì mình cũng từ từ mình tiếp đón cho người ta. Làm dữ quá không có được. Về nhà đóng cửa nói nha. Đóng cửa nói cái gì? Trời ơi, đợi về nhà đóng cửa nói con hốt hả luôn hả? Má dữ quá phải không ha. Thôi giờ vậy đi, mình vẫn còn buổi chiều tối nữa, vẫn còn một vị thực khách nữa đến với quán của mình. Bây giờ mình phải sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp cái quán này hiền lành nở nụ cười để chào đón vị khách đến buổi chiều tối. Đúng rồi, chuẩn bị. Gian đã đổi thay, yêu dấu theo gió bay nhau thương bao ngày em nơi đâu có hay. Lạc về đâu nụ hôn biển sâu, ngọt ngào như chưa bắt đầu. Anh vẫn cứ giấu cơn đau vô hình biết đến bao lâu.
gió sẽ bay xa mà sớm mai như em không quay trở lại, có chắc em không còn chút yêu thương nào với anh. Chỉ là những chiếc hôn không ai mua được đâu, những yêu dấu phai màu, chỉ là những nỗi nhớ vô nghĩa khi không phải là nhớ em. Chỉ là chút hơi ấm không xin ai được đâu, vẫn như phút ban đầu, chỉ là ký ức đó sẽ mãi mãi là những ký ức riêng anh. Những chiếc hôn không ai mua được đâu, những yêu dấu phai màu, chỉ là những nỗi nhớ vô nghĩa khi không phải là nhớ em. Chỉ là chút hơi ấm không xin ai được đâu, vẫn như phút ban đầu, chỉ là ký ức đó sẽ mãi mãi là những ký ức riêng anh. Những chiếc hôn không ai mua được đâu, những yêu dấu phai màu, chỉ là những nỗi nhớ vô nghĩa khi không phải là nhớ em. Là cả đêm qua đã mất ngủ, không thể ngủ nổi vì không biết được rằng là chuyện gì sẽ xảy ra trong cái hội quán Tiểu Lâm này. Cái điều mà làm cho Tân như vậy lo lắng nhất là không biết một lát nữa mình có được ăn cái gì không, thì thực sự đang rất là đói, nhưng mà như vào đây không phải chỉ để ăn. Đến đây, đến đây. Sao? Bây giờ ngươi có cảm giác lạnh mình chưa? Có cảm giác nổi da gà, có cảm giác dựng ngược tóc gáy lên chưa? Chưa. Lần đầu tiên thấy một cái vong hồn xuống tới đây mà bình tĩnh đến như vậy. Giờ nhìn đi, quan sát thật kỹ dung nhan ta đi. Nó phải khoe với người dưới đây, ta là coi được nhất đó. Dưới đây ta được mệnh danh là bông hoa đẹp đó. Một lát nữa ngươi gặp mấy nhân vật kia còn dễ sợ hơn ta gấp nhiều lần. Ráng mà giữ bình tĩnh nghe chưa. Nào, bây giờ mời ngươi hãy đến với quán ăn Âm Phủ. Wow! Wow! Chào mừng tới quán ăn Âm Phủ. Con quỷ. Ai da? Con quỷ. Ai da? Trời đất ơi, mở cửa ra thì làm ơn nói giùm tôi một tiếng, làm đứng múa xuống nái muốn gãy sống lưng luôn hà. Mời tới quán ăn Âm Phủ bà. Nè, dắt cái vong xuống rồi đó, liệu mà tiếp đón nó cẩn thận nghe chưa? Cái gì vậy? Bảo trọng. Ta đi trước. Đi vô đây. Đi vô đây với ta. Hàng đầu trắng. Thấy quán ăn Âm Phủ thấy sao? Cũng ok. Biết sao xuống đây không? Nãy giờ em hỏi mà không ai trả lời là vì sao em xuống đây cả. Bị chết rồi mới xuống đây chứ. Chứ khơi khơi sao xuống được, thích chết không? Em không. Ông thích chết đúng không? Đã. Muốn lên trên trời, lên trên trần gian này đúng không? Đúng á. Ai cho chết rồi muốn làm cái điều đó là phải qua một thử thách rất đặc biệt của bà Diêm Hậu. Biết bà Diêm Hậu không? Bà Diêm Hậu á. Bà Diêm Hậu đấy hả? Bà Diêm Hậu á, bị Diêm Hậu á, bữa nay bà buồn. À. Bà ở đâu rồi ta? Mới nãy bà ngồi lên đâu rồi? Bà Diêm Hậu. Bà đó. Chào bà đi. Ta đứng lại rồi. Trời ơi, nhạc hoài vậy. Muốn đi nữa hả? Cái thằng này mày gặp ai mày vuốt tóc hoài vậy mày? Ai đây? Em phát hiện ra một điều nha. Cái gì? Là ở dưới này không có dầu gội đầu. Tại sao? Em nhìn tóc anh này với tóc chị này gớm như nhau luôn. Ai mày kêu sao mà cái gì mày? Hổn hổn lao. Diêm Hậu. Ông đứng lại Diêm Hậu mày muốn chết gặp hả mày? Ta tại sao không hành lễ? Thật sự đó là Diêm Phủ sao? Nhìn cái mặt thằng đó coi giống quỷ hơn mà kêu không phải Diêm Phủ. Mày không sợ luôn hả? Không, bình thường. Trời ơi trời. Bây giờ ta yêu mày... cầu nhà ngươi phải hành lễ trước mặt ta. Mau quỳ xuống. Không. Quỳ. Nhưng không được quỳ bằng đầu gối. Đừng có tưởng bắt ép ta mà dễ nghe chưa? Nghe theo lời của ta. Nghe ta nói đây này.
Nếu mà ta chết rồi thì ta cũng là một con ma đúng không? Nhưng ta không phải là ma thường đâu. Biết ta là ma gì không? Ma biến thái hả? Sụi cái muốn xỉu luôn gì đó. Cái gì quá vậy cha? Ta là ma 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 ma. Má mì á hả? Ma 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 mì. Cái cha này khó quá. Ta là ma ca sĩ. Ma ca sĩ luôn hả? Ma ca sĩ là biết hát phải không? Chắc chắn là biết hát. Mà rồi, các người có biết vì sao ta chết không? Ê xô quá chết. Các người có nhớ một trường hợp vừa ăn vừa hát rất nổi tiếng ở trên mạng không? Ai nữa? Chính là ta đây, ta vừa ăn vừa hát đây. Hay người vậy? Trời chết hả? Đâu biểu diễn đi. Biểu diễn. Nhưng biết vì sao ta chết không? Không phải do ta vừa ăn vừa hát mà chết. Mà vì sao nữa? Mà vì sau này ta không vừa ăn vừa hát nữa, khán giả chọi đá ta chết. Trời ơi. Bây giờ ta nói cho ngươi nghe, ngươi vô đây mà ngươi không cho ai nói hết, một mình ngươi nói hả? Hết rồi rất... rồi các ngươi nói đi. Hôm nay ta đang rất buồn. Ừ. Muốn bây giờ ngươi làm cái gì cho ta vui vui coi. Trời, mà bà lúc nào bà không buồn? Ở dưới đây á, âm trì địa phủ, ngày nào ta cũng thấy Diêm Vương gia của ta xử bao nhiêu quan hồn, làm sao mà ta vui được. Hồi đó ta lấy ổng ta cũng tươi trẻ lắm chứ, mà lấy riết cái mặt nó vậy nè, vậy là tươi dữ lắm rồi đó. Rồi nhưng thôi mà theo em nghĩ như nào thì nghĩ anh chị nên đi gội đầu đi. Có cái hồn ma ca sĩ xuống đây là vui rồi nè. Hồi nãy nghe quảng cáo gì vừa ăn vừa hát gì đúng không? Biểu diễn liền chứ, vừa ăn vừa hát rồi biểu diễn. Cái con này là cái con gì? Con đấy là con dế đấy. Ai lại ăn cái con này bao giờ không? Ăn đi, món đặc sản mà. Sâu cho ăn bây giờ. Đây, để cho, cầm cho, vừa ăn vừa hát nha. Để một cái tiết mục cho Diêm Hậu của ta vui nè. Hồi nãy quảng cáo vừa ăn vừa hát hay mà, rồi ăn thử đi. Ăn rồi có được lên trần gian không? Ăn được sẽ đầu thai. Ok, đơn giản mà. Sao cứ gấp lên để xuống hoài vậy? Sao kỳ vậy? Hồi nãy vô sung gan lắm mà. Đầu hôi quá. Đi ra ngoài đi, người ta tự ăn đi, kiếp đầu thì mà đây, hôi. Đây, cầm gan rồi, đây. Dưới là không có tivi quảng cáo rồi đầu. Chắc nó thích cái mặt của tôi hơn, tránh ra đi. Em lại chị cũng đi luôn ra ngoài. Rồi giờ ăn giờ hát đi. Bắt đầu. Hát đi. Nếu bây giờ chọn lựa một lần nữa thì chẳng có lẽ em cũng không xuống đây đâu. Ngày nào cũng ăn nó đừng đưa đây. Ơi giờ được chọn lựa điều em ước mơ. Ăn cái con kia kìa. Thì em cái con này kìa là em như là em một cóc chết. Thì em tin em vẫn ngơ như em từng mơ. Thì ăn hết hay sao? Nó ăn hết gì luôn. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết xong rồi em hết bài nữa rồi. Diêm Hậu, tôi chưa có thấy vui. Diêm Hậu chưa thấy vui hả? Ờ. Chưa được đầu thai luôn. Vẫn còn thử thách nữa rồi. Nè, có nước không? Giờ vừa uống nước vừa hát nè. Vừa uống nước vừa nói giọng cổ nghe chơi coi. Rồi. Hát đi. Ngậm một họng nước rồi hát chứ không phải nuốt vô rồi hát. Nuốt vô rồi hát ai mà làm không được. Là cụ phụ tương. Có một câu vậy trời. Bảo kiếm tắt phong lên đàn. Thấy vui vui chưa? Thấy vui vui chưa Diêm Hậu? Chưa thấy vui tại không thấy nước phục ra. Cầu ra lúa cơm tiên nhạc. Thấy vui chưa Diêm Hậu? Thấy vui vui chưa? Chưa thấy vui mà thấy mệt rồi nè. Rồi thôi được rồi, rồi xong vui, xong vui, thử vui, thách vui, này qua vui. Ta còn một thử thách khác cho nhà ngươi. Nếu như nhà ngươi làm được thử thách này, ta hứa ta sẽ xin với Diêm Vương gia cho nhà ngươi quay trở lại trần gian. Đó là nhà ngươi phải quay đầu 10 cái. Bây giờ lấy đồng xu ra thảy lên trời xong rồi quay 10 cái làm sao mà bắt được cái đồng xu đó rồi thôi. Quay. Ây... Bây giờ con muốn lên chợ nở không? Con lạy mẹ. Mẹ thấy cái đồng xu đó mẹ chưa quay được một cái nữa đã rớt xuống không, rồi mà ở, không biết. Ở địa ở đây nó dễ mẹ ở đây ở lần này dễ hơn. Ở đây không có đồng xu, có trái mít. Quay 10 vòng xong chụp trái mít nha. Từ từ đã em một tí đã, em biến hình đã.
Một khi mẹ nó biến hình xong là nó kinh hoàng, nó ghê gớm lắm nghe chưa này. Em cứ để màn này lúc gặp Diêm Vương nhưng mà đợi hoài em thấy ông đâu, thôi em làm luôn. Ngồi nhau, 2, 3, 4, 5, 6 vòng à, nó như là qua thử thách này đi, biến hình hay quá. Bỏ đi. Biến hình hay rồi, quá. Đúng không? Thế thôi mệt quá. Ông Diêm Vương này, tôi cũng biết ông đi massage, mát sùng gì ở đâu, tới giờ này em chưa về nữa. Giờ là Diêm Hậu cho lên, trời cho lên, duyên dần chưa? Tôi phải có mặt ổng ở đây tôi mới xin ổng được chứ. Diêm Vương ăn đường. Diêm ăn đường rồi. Diêm Vương, chuyện gì? Chuyện gì mà ở đây ồn ào vậy? Hả? Dạ thưa mình, có một quan hồn, nó nói là nó chết quan, nó đi xuống đây và nó không có muốn ở đây, nó muốn ở trển vui hơn, ở đây nó nhìn cái mặt em nó không có vui. Quan hồn nào mà to gan như vậy? Nó đó. Đó. Anh ạ. Lần này à? Cái này thần ý không phải là quan hồn, nó là thuộc dạng cô rồi. Cô hồn. Cô hồn à? Dạ. Nói cái dòng này ở trên trần gian làm nhiều chuyện ác lắm. Trời đất ơi, vậy sao không giải qua Diêm phủ cho ta xử? Rồi thì thôi bây giờ đi. Đó duyên số gặp nhau rồi, Diêm Vương xử đi. Ổng kêu đi thì đi đi. Đi đâu đi? Mà đi qua phòng bên kia kìa. Từ đầu tới ba người ra đây em thấy có mình anh là gội đầu. Gội đầu gì? Tức là nhìn không bị tóc tai bù xù, nhìn anh chị kia thấy ghê. Không phải đâu mà. Tóc ổng rụng hết trơn rồi chứ. Mà im đi. Ai hỏi mà nói. Chẳng giấu gì Diêm Vương. Hồi nãy á, thiếp có nó hứa với cái quan hồn này á, là thiếp sẽ xin với Diêm Vương cho quan hồn này trở lên lại trần gian, với điều kiện là quan hồn này phải vượt qua được những cái thử thách. Được nhưng không? Mà không có vượt qua được, kêu quay 10 vòng mà quay có 6 vòng hà. Có vượt qua được không? Không được. Như vậy thì không thể nào được. Đúng rồi. Từ em nói cho chị nghe này, lúc mà em còn sống ấy, em ở trên trần gian em đọc rất là nhiều sách. Có một câu nói ghi to tướng ở trên bìa sách như thế này này. Câu gì? Nếu như ở trên đời gặp nhau mà không nói được câu nào tử tế thì tốt nhất hãy ngậm miệng lại. Cái gì? Nãy giờ khen nhau không mà tử tế là thế sao? Triết lý gì sách nào dạy vậy trời? Là sao? Mà em nói anh nghe sự thật là em ra đây em đã biến hình, em làm đủ trò rồi mà bà không có vui. Em nghĩ là chắc bà này bị tự kỷ giai đoạn cuối hay bị sao á. Trời ơi, dám chửi Diêm Hậu luôn hả? Dám nói vậy luôn hả? Nó không có làm cho tiếp vui. Em nói là em không làm chị vui là không ai làm chị vui được thôi. Nhìn cái mặt chị là người ta không có muốn vui rồi. Đầu thì không có gội. Nếu nàng muốn vui, ta có một người làm cho nàng vui. Cái Diêm phủ kỳ cục không ai. Đây là đồng. Con gái nuôi của ta đó. Diêm phủ ơi, Diêm phủ hôm nay con vui quá, con có bạn rồi. Con có bạn rồi. Trời ơi, con có bạn rồi. Vui rồi. Diêm phủ rồi. Giúp con giải mặt đi Diêm phủ ơi. Diêm phủ ơi. Không, không, nó lại. Trời ơi, nhốt nó lại đi rồi. Làm cho vui đi. Đây nó thích con mèo. Con mèo, cái mặt này là con mèo mà Diêm phủ. Thích con gì? Dạ con thích con mèo mà cũng thích con heo luôn. Nhiều heo à? Được, để ta. Ôi, dễ thương quá, dễ thương quá. Diêm phụ ơi, con vui rồi Diêm Mộc. Con này nó điên hay sao? Tự nhiên nó nhìn mặt tiếp lần nào nó cũng cười hết trơn. Bây giờ Diêm Vương xử sao? Đem với Diêm phụ, ta mới xử. Ở đây là xử được. Không, chơi cũng không đem đi đâu được hết á. Thôi được rồi. Diêm phụ ơi. Cái tội ngươi dám làm rồi Diêm Hậu của ta không cười. Tư Mã Phanh Thây qua mày được. Về xuống. Ông tới rồi, ông tới. Làm gì tập trung hết trơn ở đây vậy? Không chịu lo tập tuồng gì hết trơn cái trời à. Tệ. Ai? Khỏe không? Trời đất ơi. Nghe đồn em xuống. Vâng. Mà anh chưa cho người ta đón em. Đây là mấy anh chị ở trong đoàn mình. Đây là Tăng Nhật Tuệ xuống hát tăng cường. À vậy hả? Giỏi lắm, trời ơi, vừa hát vừa xiết nữa. Xiết nữa hả? Hay lắm nè, đây nè, coi nè, tôi cho biểu diễn này nè. Lấy cái răng cạp mở cái mic này ra ăn chơi coi. Được không? Biểu diễn đi, Cạp.
cạp nó lột cái mít ra. Hay lắm, hay lắm. Vỗ tay. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm, đó đừng có làm tôi mất mặt nha. Dù gì đi nữa mình cũng bạn bè. Ông chủ kêu tôi ra đón cậu đó. Dạ. Bây giờ cậu biểu diễn đi. Cậu ngồi cậu cạp đi. Nè mọi người, con Vũ là cạp mít, cạp mít, cạp mít, cạp mít, cạp mít, cạp mít. Lột rồi. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Ăn ơi. Đi. Thôi ăn đi, dính. Ăn gì sao mà ăn. Trời ơi, chưa bao giờ thấy một cái đoàn hát nào mà hành hạ người ta dữ gì không biết á. Cái ông này ông làm phục trang này, không lo dỗi phục trang đi. Tự nhiên ở đây, giá cái phục trang. Trời ơi. Đây là người khách mời đến với hội quán Tiểu Lâm của chúng ta mà xui cho bạn là bạn lọt vô nhầm một cái hậu trường của cái đoàn hát đó, người ta mới hành hạ như vậy. Nhưng mà cảm ơn bạn, bởi vì bạn đã mang đến cho mọi người thật là nhiều niềm vui. Một tràng vỗ tay cho Tăng Nhật Tuệ. Bây giờ sẽ đến cơ hội để bạn cũng như là những vị thực khách của cái hội quán Tiểu Lâm này hôm nay quay trở lại phản đòn với tất cả những thành viên trong quán. Mời bạn vào trong gặp với hai vị thực khách kia để mà chuẩn bị nha. Bẻ mặt. Đó, chúng ta đã có ba vị thực khách trong ngày hôm nay. Mọi người hành hạ người ta quá. Người thì bắt là ăn bánh, ăn hủ tiếu, rồi bên đây bắt cạp mít nữa. Bây giờ sẽ là cái giây phút mà những vị thực khách đó quay lại phản đòn. Tất cả mọi người, chúng ta hãy chuẩn bị dần hết 10 thành công lực ra để mà ứng phó với tình huống thử thách ngược. Đúng rồi, chuẩn bị. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại ba vị thực khách trong ngày hôm nay. Xin mời. Đoàn xiếc nào đây? Ở trển xuống. Ở trển, à hiểu rồi. Ở trên biên hòa này kia đó hả? Không, ở trên trời. Trên trời. Nghe nó một cái là biết nặng lắm rồi đây. Ở phòng nào vậy? Khó trên những cái tầng mây xanh ở trên trời. Trời khó lắm đó nghe. Nói đùa thôi. Bây giờ là đến cái giây phút mà chúng ta có thể quay ngược lại thế cờ. Từ sáng tới giờ mình vô trong cái quán ăn này mình bị hành hạ quá rồi đúng không? Đúng rồi. Tôi biết là mọi người bây giờ đang rất là bức xúc. Chúng ta đây có một cái cơ hội để mình thử thách ngược lại những cái thành viên trong cái quán ăn đó. Hãy đưa ra những thử thách nào đó mà nó khó khăn nhất, nó hiểm hóc nhất, nó nghiệt ngã nhất nha. Đồng ý không nè? Đồng ý. Này, một, hai, ba. Xin mời các bạn hãy đến với hội quán Tiểu Lâm ở thử thách ngược. Ngô Khô. Dạ chắc chắn là ta không ăn bánh nước rồi. Đừng có nói ra đi. Tôi không ăn miếng rồi. Nhớ trả tiền đó nghe. Bây giờ trước khi ăn gì á thì tôi xin tự giới thiệu với quán. Áo vàng vàng là Ngọc Hoàng, áo đỏ đỏ là Kim Lôi, người đẹp đẹp là Dương Mẫu Nương Nương. Quý quá. Xin chào bác Hoàng. Nó người khỏi trên xuống trời. Bây giờ mời ngồi được chưa? Rồi. Xin mời tất cả mọi người ngồi vào vị trí của mình. Mời ngồi xuống đi em. Vui quá, bữa nay được đón người khỏi trên xuống trời. Ngồi đâu vậy Ngọc Hoàng? Em ngồi đại đâu đi em. Rồi. Bắt đầu. Ai làm trước đây? Chắc là phải là Dương Mẫu Nương Nương rồi. Xin mời Dương Mẫu Nương Nương, em ơi. Được rồi. Thường thường người ta nói là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đúng rồi. Áo tím. Áo tím là ai ha? Áo tím và xem. Con chủ à. Chữ này lành ít dữ nhiều con chữ hả? Vui lòng khách đến đi, chọc cho ta cười. Chết rồi. Vui lòng khách đến, chọc cho ta cười. Dương Mẫu à, điều đó là khó lắm. Tại vì con gái tôi đâu biết chọc cười đâu. Chí tài ra chọc. Trời hỗ trợ. Có quyền hỗ trợ. Ừ.
trước ơi. Không hả? Nhìn ta nè. Không cười. Cũng không cười à? Trời ơi, chơi thọt lét. Mọi người ơi, cười đây. Cười đây. Cười đây. Trời ơi, chơi thọt lét. Cười đây. Thử thôi mà nó cười. Chợ nào ta cười. Trời ơi, cười sao? Cười sao? Cười sao? Cười sao? Tung tê rồi. Trời cái gì hai người kia? Rồi cho sự đồng cảm, cho hỏi cái quý nhân của cái bạn mà tóc xù xù mà có cái bộ xương mà không có thật là... Ồ, chúng ta có quen biết nhau hả? Mình nên làm quen. Đây Lôi. Đây là hắc quỷ á. Lôi khỏe hả Lôi? Mặt thân thiện ghê. Lôi đừng khỏe, Lôi đừng lôi tôi ra đây gì vậy Lôi? Trời ơi, nó là rớt cái bố xương gian rồi chứ không là... Chết rồi. Tên gì? Tên gì vậy? Tên Quách, hồi xí, người ta kêu xí Quách. À, rồi, rồi. Bây giờ xí Quách làm cái gì cho Thiên Lôi cảm thấy sợ đi. Được rồi. Thử thách nữa rồi. Ừ. Đó là ma đây. Ghê quá. Ma quá trời. Ma quá trời. Ma quá trời. Cười quá. Cười vô kìa. Đâu. Cười hoa 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 rồi. Nè nè nè. Sợ là hết hồn là giật mình chứ không phải là... Ôi chết cha mày lẹ không rồi. Đó làm cái hết hồn nữa coi. Trời ơi, muốn chết. Ghê quá. Trời ơi. Đừng ghét tôi. Thôi làm cũng mệt rồi, thôi ăn đi, ăn có sức làm tiếp. Vừa hát. Rồi bây giờ đi nè. Làm bây giờ mệt rồi, tốn hao năng lượng rồi, bây giờ ráng nè, ăn bồi bổ nè. Rồi bây giờ vừa ăn vừa hát. Rồi lè cái lưỡi ra. Ấp. Sợ chưa? À, cái sợ rồi, sợ chưa? Sợ chưa? Cái này nó ngon. Sao mà sợ được? Sợ chưa? Đồ ăn đồ uống mà thiệt á. Sao chạy lùm 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 la vậy? Ở dưới sợ chưa? Trời ơi, vẫn còn chưa sợ luôn hả? Ta cười nè. Bỏ vô miệng ăn đi. Được. Thử thách đó. Ngọc Hoàng ơi, bây giờ con bắt nó ăn rồi, nó ăn hết trơn luôn rồi. Hết luôn rồi, thở hết rồi. Coi như là xong rồi. Rồi, thảm ngon quá. Vui mà, được ngon quá, cái đó ngon quá. Ở đó hai người còn lại đó Ngọc Hoàng. Xử nhỏ đang che mặt hả Ngọc Hoàng? Dù gì thì ta cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng là người ở trên. Vốn là có tính bao dung. Vậy thì bây giờ ta chỉ có một thử thách nhỏ cho con thôi. Ta sẽ tha lỗi cho con, độc ác với ta. Con có biết bài Con Bướm Xuân không? Người ta trả thù thì mình chịu thôi. Có làm thì có chịu. Tới đâu hay tới đó. Bài Con Đường Xuân ý, nổi tiếng đấy, chắc chắn là con biết rồi đúng không? Dạ. Bài đó dễ rồi, bây giờ đơn giản lắm, bật nhạc rồi con múa thôi. Nhưng con nghe này, không phải là múa bướm, mà là múa sâu. Sâu là à? Con phải hóa thành con sâu, lúc mà nó chuẩn bị hóa thành con bướm ấy. Music. Con sâu đâu rồi? Con sâu kìa. Con sâu. Trời ơi, múa sao mà rớt thủ cấp luôn vậy. Ôi ôi, mọi người hôm nay là mọi người đưa ra những cái thử thách rất là nghiệt ngã đối với cái gia đình chủ quán này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin cảm ơn ba vị thực khách của chúng ta đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình thì vui bởi vì các bạn đến đây là một, nhưng mà còn có một cái phần quà nữa dành cho các bạn nữa là hai. Chúng ta cùng xem đó là gì nha. Nào xin mời. Đây là kỷ niệm chương mà chương trình Hội Quán Thứ Lâm dành cho các vị thực khách. Một chương trình rất là vui nhộn dành cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta đã vượt không gian xuyên thời gian để đến với những câu chuyện vô cùng ly kỳ và hấp dẫn của Hội Quán Thiếu Lâm.
Quý vị khán giả, nếu như muốn tiếp tục thưởng thức những món ăn độc đáo, những món ăn mà không nơi nào có được, thì hãy đến với quán ăn của chúng tôi, Hội Quán Thiếu Lâm.